chào anh chị đầu tư, chào mừng anh chị đã trở lại với chương trình họp đại hội cổ đông 2024 của Asiafin Việt Nam. Hiện tại đây thì tôi đang đứng ở khách sạn Melia Hà Nội và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham dự cuộc họp đại hội cổ đông 2024 của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Kết quả kinh doanh 2023 của Hòa Phát như thế nào? Định hướng chiến lược trong 2024 cũng như thời gian tới của Hòa Phát ra sao? Tham dự đại hội cổ đông của Hòa Phát thì có những điều gì thú vị? Xin mời anh chị hãy cùng theo chân Asiafin tham dự cuộc họp đại hội cổ đông của Hòa Phát nhé. Đại hội năm nay có những nội dung chính như sau. Thứ nhất, thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 và đề xuất kế hoạch kinh doanh 2024. Thứ hai, thông qua báo cáo của hội đồng quản trị. Thứ ba, thông qua báo cáo của ban kiểm soát. Thứ tư, thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập dự phòng đề xuất các quỹ cho 2024. Thứ năm, thông qua tờ trình về chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Thứ sáu, thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023. Thứ bảy, thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024. Thứ tám, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát. Thứ chín, thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty. Thứ mười, thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ của công ty. Và cuối cùng là thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đoàn chủ tịch điều hành chương trình đại hội. Xin trân trọng kính mời ông Trần Đình Long, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tọa đại hội. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Việt Thắng, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chào đón đoàn chủ tịch sẽ điều hành chương trình đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Chào và cảm ơn một cái dành thời gian để đến đại hội này. Và như thường ngày, hôm nay chúng ta được đại hội thường niên của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát. Các vị cho tôi được bắt đầu cuộc hành đại hội thì cái bộ phận quan hệ với cổ đông thì tôi nghĩ rằng là làm rất là tốt. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức cho tất cả các quý vị cổ đông, những người quan tâm đến tham gia vốn góp vào tập đoàn Hòa Phát và quan tâm đến việc vận hành phát triển tập đoàn thì có đi tham quan khu liên hợp găng thép Hòa Phát Vũ Quất. Thì theo cái báo cáo lại thì cái đợt tham quan này ít nhất là rất vui mừng báo cáo với đại hội là chúng ta đã tổ chức rất là thành công. Thành công đây theo nghĩa tức là để cho mọi người có nhìn nó rõ ràng hơn. Mình góp tiền vào đây thì gửi tiền cho ai, thì gửi tiền cho những người mà người ta đang làm thế nào. Và hơn nữa là thực ra với cái quy mô trên 500 khách và trong cái đang làm 3 ngày như vậy phải có tổ chức rất là tốt, rất là cố gắng để bộ phận đón tiếp của phía tập đoàn, của phía công ty Hòa Phát Quất. Đấy thì cũng vì tôi biết là có một số đại biểu thì có thể là chưa đi, có một số đại biểu phải đi thì cũng báo cáo hôm nay có cái điểm mới nhất là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là sau này thì chắc là tôi cũng đề nghị là đại hội đồng ý cho thì sau này hàng năm thì là cái bộ phận quan hệ với cả cổ đông thì sẽ có chương trình vậy là có trở thành năng thường xuyên hơn. Chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất để báo cáo đại hội là để cho mọi người ta đóng tiền vào đây góp vốn vào để kinh doanh của tập đoàn Hòa Phát, ta thấy là cái đồng tiền góp vào nó như nào, người đang vận hành ra làm sao để người tin tưởng, người có cái nhìn rõ ràng, công khai, minh bạch và rõ ràng nhất có thể. Thế tôi nghĩ rằng đấy là một cái điểm mới nhất trong hoạt động về công tác chăm sóc cổ đông đoàn ba năm nay. Báo cáo đến đâu? Vâng, thì cháu đã đọc qua tài liệu của mình và cháu xin phép hỏi một câu rất là ngắn gọn thôi. Thì ở đây cháu thấy là
cái doanh thu của mình từ 2022 tới bây giờ là nó giảm không nhiều, nó từ khoảng 140.000 xuống khoảng 120.000. Tuy nhiên là phần lợi nhuận thì nó lại giảm tương đối từ khoảng 27% xuống khoảng 11%, vậy thì chứng tỏ là phần chi phí của mình nó đã tăng một khoản đấy tương đối là nhiều. Nhưng mà cháu lại chưa được rõ lắm về trong cái tài liệu là phần tăng của chi phí của mình là do nguyên nhân là do đâu, thì không biết là ban quản trị có thể giúp cháu làm rõ cái điều này một chút được không ạ? Trả lời cũng chắc là bạn phải đọc kỹ lại nhỉ. Cái lợi nhuận giảm nó không phải chỉ vấn đề chi phí tăng, thậm chí chi phí còn nhiều, còn chi phí giảm rất nhiều, nhưng mà vấn đề nó là do cái giá bán của thị trường ấy, đâu phải chỉ yếu tố. Hai yếu tố để tạo nên cái lợi nhuận là một là chi phí sản xuất tăng, chi phí sản xuất chung, rồi là chi phí về lãi vay về các thứ, nhưng còn vấn đề hai là giá bán thị trường thì nó phải theo hướng chung, thì xin lưu ý như vậy. Và cái đấy có thể hiện ở trên thế này đấy. Cảm ơn. Thế nhưng mà trước cái đại hội ngày hôm nay thì tôi vẫn cứ phải tuyên bố lại, tại vì tôi biết là rất nhiều quý cổ đông lần đầu tiên tham dự rồi không tham dự, thì đó là xin báo cáo này. Chưa bao giờ Hòa Phát chúng ta tất cả đây chúng ta đều đang là chủ Hòa Phát, và chúng ta đã tách bạch rất rõ ràng sau cái quá trình tài xây dựng tổ chức quy chế để vận hành, thì bây giờ chúng ta phân biệt rất rõ ràng. Xin báo cáo đây, vậy là cái bộ phận hội đồng quản trị điều hành là những người chủ sở hữu vốn và bộ phận điều hành. Ngày hôm nay thì các anh chị sẽ thấy là toàn bộ này hỏi sản xuất thì đừng hỏi tôi, vì thực ra là tôi cũng thực sự cũng đang rút ra dần rồi, đang tới tôi 64-65 tuổi, bình thường theo nhà nước là nghỉ lâu rồi. Vâng, cái bây giờ là sẽ là anh Thắng làm là chính. Vâng, thì cũng xin báo cáo luôn để rõ cái nhiệm vụ, tức là cái phần nó điều hành cái gì thuộc về chiến lược này, thuộc về quy chế này, thuộc về nhân sự tổ chức cấp cao với nhân sự cấp trung bình và cấp thấp, để thuộc về vốn liếng thì sẽ do được quản trị do tôi đại diện phụ trách, một phần điều hành toàn bộ hàng ngày. Tôi nói cụ thể luôn là mảng Hòa Phát chúng ta chủ yếu tập trung về thép, điều này là giá bán thép xây dựng, thép cây, thép dây, tôi là tôi cũng biết rồi, chắc chắn đấy nhé, phải chờ đúng chả được biết được gì cả, thì tập trung làm việc khác, thì toàn bộ phần điều hành mua bán nguyên vật liệu, bán hàng cho ai sao, làm gì làm thêm chỗ ban điều hành làm đấy, thì cũng mong mọi người thấy rất rõ cái đấy nhé. Có những người cứ nghĩ rằng là Hòa Phát này tất cả đóng lòng hết là không phải đâu, mà chỉ bàn bạc một mình. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu. Sau đây đại hội chúng tôi xin tiếp tục chuyển sang các chương trình khác. Kính thưa quý vị, đại hội năm nay sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu danh sách các ứng viên được đề cử. Ông Trung Quang Vũ, sinh năm 1963, trình độ cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Đặng Ngọc Khánh, sinh năm 1973, trình độ cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương. Sơ yếu lý lịch chi tiết của các ứng viên đã được công bố trên website của tập đoàn và có trong bộ tài liệu họp. Bây giờ, tôi xin mời đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên. Xin mời các quý vị cổ đông tán thành giơ thẻ biểu quyết. Alo. Thế thì xin kính thưa đại hội là chúng ta sẽ dành thời gian thảo luận về cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 và những cái đường hướng tiếp theo. Thời gian này thì cũng xin quý vị cổ đông đây như bạn dẫn chương trình của đại hội thì khoảng 45 phút đúng không? Mà tôi nghĩ chắc là cũng phải dành khoảng 1 tiếng thì để cho cái phần thảo luận này. Thế xin bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần thảo luận nào. Thế tôi thấy là hội trường bây giờ đông rồi, chắc là đông hơn cái lượng mà lúc nãy mà ban tổ chức hội công bố. Xin không biết là các quý vị cổ đông có ý kiến gì không ạ? Chúng ta có thể bắt đầu đi vào phần thảo luận cũng như mỗi năm ha. Vào phần thảo luận thì có cái tôi cũng đề nghị thay mặt hội đồng quản trị, tôi nghĩ anh Thắng là với vai trò là tổng giám đốc phụ trách điều hành tập đoàn thì có khi cũng có những cái báo cáo sơ bộ cho cổ đông về cái kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và cái đường hướng chính của năm 2024 số 13. Kính thưa quý vị cổ đông, thì
chắc là trong chương trình cẩn thận có những cái vấn đề chi tiết chúng ta sẽ nói về chi tiết. Tôi cũng xin trao đổi tổng thể thôi. Thì chắc cái kết quả của 2023 thì chắc quý vị của chúng ta có cái báo cáo và cái lợi nhuận chúng ta vào khoảng 6.800 tỷ. Thực ra thì cái mức lợi nhuận thì nếu mà so với các năm trước thì rõ ràng là mức rất là thấp. Thế nhưng mà chắc quý vị biết là mới năm 2023 thì với cái tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới và của tất cả các doanh nghiệp nói chung thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái sự nỗ lực rất là cố gắng. Đặc biệt là chúng ta là trong cái ngành thép, thì một cái bếp ngành thép thì là cái ngành mà vật liệu xây dựng và nó nằm trong cái khối mà liên quan đến các vấn đề liên quan đến phần bất động sản và xây dựng. Thì rõ ràng cái năm vừa qua là một cái năm mà cực kỳ khó khăn trong cái vấn đề về cái ngành bất động sản, ngành xây dựng và cái nền kinh tế nói chung. Thế thì với cái sự khó khăn đó thì với ban điều hành của Tổng Hòa Phát thì chúng tôi đã phải cố gắng điều hành làm sao cho nó sát, tức là cái điều hành chúng ta mang tính chất gần như là rất là tức thời, tức là các cái quyết định đưa ra rất là nhanh và nó phải biến chuyển ngay theo các tình hình kinh tế thực tế. Chúng ta không, mặc dù là chúng ta có chiến lược, tuy nhiên mà chiến lược chúng ta cũng phải rất là biến chuyển, vì ban điều hành là những linh hoạt trong việc đó, các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho, các vấn đề liên quan đến nguyên liệu, các vấn đề liên quan đến các vấn đề vay vốn tài chính, các cái nguồn vốn thì chúng ta đều rất là linh hoạt trong việc như thế. Và chắc các quý vị đã nhìn thấy rằng cái kết quả của chúng ta thì từ đầu năm đến cuối năm thì chúng ta đã nhìn thấy qua các quý là có cái sự tăng trưởng trở lại, và đến quý 4 năm 2023 chúng ta nhìn thấy là cái kết quả đã ở mức độ tương đối, mặc dù nó chưa được như những cái thời điểm mà kinh tế tốt, nhưng mà so với cả các doanh nghiệp nói chung thì chúng tôi cũng tự hào rằng là cái kết quả nó cũng được ở mức độ nó thể hiện được cái sự cố gắng của bên phía ban điều hành của Tổng Hòa Phát. Thế còn với năm 2024 thì chúng tôi đánh giá rằng đây là một năm nó chưa có một cái sự tăng trưởng đột biến. Lý do là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là các cái yếu tố về kinh tế vĩ mô trên thế giới còn rất nhiều các yếu tố bất ổn. Ví dụ như là nền kinh tế Trung Quốc thì rõ ràng đến nay với bất động sản Trung Quốc chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nó chưa có cái sự hồi phục, thậm chí là có những cái một số các trường hợp, một số công ty còn đang ở trong tình trạng nó gọi là ngấp nghé, ngưỡng phá sản. Thế còn về kinh tế của châu Âu và của Mỹ thì chắc quý vị cũng biết rồi, tức là chắc là các vị nếu mà xem bản tin đêm hôm qua thì ở Mỹ thì rõ ràng là cái lạm phát của Mỹ nó vẫn chưa được về cái mức kỳ vọng. Và rõ ràng như vậy thì các cái chính sách của Fed nó vẫn còn tiếp tục ở cái chính sách cứng rắn, và cái việc này nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, đến cái độ mở của nền kinh tế Việt Nam. Thế còn với kinh tế ở châu Âu thì chúng ta vẫn đang tiếp tục ở cái ngưỡng chưa để tăng trưởng được. Chúng tôi đánh giá là với các tình hình kinh tế như thế thì mặc dù nó, tôi nghĩ là 2023 nó là cái đáy và 2024 sẽ tốt hơn, thế nhưng mà cái sự tăng trưởng, để có một sự tăng trưởng vượt bậc, nó đột phá thì chúng ta chưa, và chúng ta vẫn phải tiếp tục điều hành một cách nó rất là chắc chắn, thận trọng để đảm bảo cái lợi nhuận chúng ta có thể sẽ tăng lên, nhưng mà nó cũng vẫn rất là an toàn, vì cũng sẽ có rất nhiều những cái biến động mà bất thường chúng ta có thể không lường được. Thế thì trước khi mà thảo luận, tôi cũng trao đổi ngắn gọn về cái xu thế kinh tế và các cái ứng phó của ban điều hành như thế. Xin cảm ơn. Một trong số ít các công ty là bố trí cho cổ đông và tài trợ tất cả hầu hết các chi phí cho cổ đông đi tham quan Dung Quất vừa rồi. Và xin cảm ơn anh Long và anh Đạo. Và hôm nay tôi có hai câu hỏi. Một câu hỏi là nhận quyền của một số cổ đông khác. Thì câu hỏi thứ nhất là của quyền đấy là xin ban điều hành có thể cho biết là tỷ trọng doanh thu của các mảng khác ngoài thép trong thứ hai trong năm 2024 của các mảng khác. Thứ hai là câu hỏi này của tôi là như tôi biết là mảng nông nghiệp của Hòa Phát là cũng khá là mạnh, và một số thương hiệu như là trứng gà thì mang tên Hòa Phát, thịt heo, thịt bò, riêng thịt bò, thịt heo các tôi không tìm thấy mình có một cái thương hiệu, và mình sẽ có ba trang trại, như là qua những cái không có khả năng là chúng ta sẽ bán qua kênh trang trại như kênh Việt Hùng ở phía Bắc. Thì xin hỏi là mình có định hướng là sẽ đưa thương hiệu Hòa Phát trong các mảng công nghiệp thành một thương hiệu bán cho đại chúng và các kênh phân phối của mảng thịt bò, thịt heo như thế nào? Vâng, xin cảm ơn. Cái này tôi xin trả lời thì
Chắc quý vị biết đấy, thì đối với Hòa Phát là cái tỷ trọng của ngành thép rất lớn, và thông thường thì cái tỷ trọng ngành thép ở chúng ta trước thì chúng ta khoảng độ từ 85-90%, và tôi nghĩ rằng là nếu mà sau chúng ta xong bước 2 thì tỷ trọng sẽ phải lên trên 90%. Tất nhiên là các ngành khác thì cái tỷ trọng nó không lớn, nhưng mà nếu mà sau khi mà xong bước 2 thì tôi nghĩ rằng là doanh thu chúng ta nó có thể lên đến ngưỡng sấp xỉ khoảng gần 200 ngàn tỷ. Thì với các cái tỷ trọng ngoài, nếu mà nó chỉ là 10% thôi thì nó cũng sẽ là 200 ngàn tỷ. Thế cho nên tôi nghĩ là với các tỷ trọng khác thì cũng sẽ giới hạn đâu đấy khoảng dưới 10% với các cái ngành khác ngoài ngành thép. Ngành thép đây tôi nói là bao gồm cả bên chỗ tổng công ty sản công ty gang thép và tổng sản phẩm thép bên chỗ anh Tuấn ấy, cả mảng ống và mảng tôn. Thế còn về câu hỏi về cái mảng nông nghiệp thì tôi nói luôn này, tức là cái mảng nông nghiệp chúng ta có 3 sản phẩm chính. Thứ nhất là sản phẩm về có 4 sản phẩm chính, nhất là sản phẩm về thức ăn chăn nuôi. Thì ra chăn nuôi chúng ta có thương hiệu và chúng ta cũng bán, gồm có 2 phần. Một là chúng ta có bán ra các cái thị trường bên ngoài cho những cái hộ tiêu dùng chăn nuôi các cái trang trại bên ngoài, và chúng ta cũng mảng bán ở trong nội bộ. Đấy là về thương hiệu của thức ăn chăn nuôi. Thế còn về mảng chăn nuôi thì chúng ta có 3 sản phẩm, là chúng ta có phần thịt heo, phần trứng và phần thịt bò. Thì thực ra thịt heo và bò là chúng ta bán, chủ chúng ta bán ở dạng là bán ở tại trại, chúng ta không làm cái phần giết mổ, cho nên là cái phần gọi là cái phần sau đấy, phần thương hiệu chúng ta không làm, vì là cái phần giết mổ là do các cái trang trại, tất nhiên trang trại đó có ký hợp đồng đảm bảo các vấn đề về an toàn sinh học, về các cái yêu cầu về thực phẩm. Thế còn về trứng thì chúng ta cũng đang bán vào trong các cái siêu thị, và chúng ta có đóng gói, đóng bao bì, nhãn mác và có các thương hiệu khác, thì chắc các quý vị cũng biết, nhưng mà các cái siêu thị chúng ta có bán. Thế còn về cái phát triển về mặt thương hiệu thì tôi nghĩ rằng là nếu hiện nay thì tập đoàn chưa có chiến lược phát triển tiếp cái chuỗi đằng sau, tức là cái chuỗi liên quan đến phần giết mổ. Thì nếu mà chúng ta muốn làm thương hiệu thì chúng ta phải làm cái chuỗi giết mổ, thì giống như là Meat Deli chẳng hạn, chúng ta có phải cái chuỗi đằng sau. Thì với chiến lược giai đoạn này chúng ta chưa có chiến lược đó. Thứ nhất là vấn đề về cái nhập nguyên liệu, thì chúng ta biết rằng là với cái ngành thép chúng ta có 2 nguyên liệu chính là quặng và than. Thì quặng thì thực ra thì trên không phải chúng ta đâu, mà tất cả các công ty thép lớn trên thế giới thì cái nguồn chính là Úc, Brazil là 2 cái nguồn mà chính, và chúng ta hiện nay đang nhập hàng cả 2 cái nguồn này. Thế còn về cái than thì chúng ta có nhập ở tại Úc, có nhập ở Mỹ, ở một số các thị trường khác. Thế thì với cái rủi ro thì tôi nghĩ là cái này là thực ra thì cái rủi ro thì với các cái công ty mà đang bán chúng ta đều là những công ty lớn trên thế giới, tập đoàn những chiếc như quặng thì trong 4 công ty là quặng bán quặng hàng đầu thế giới rồi, thì chắc chắn là cái việc mà cái nhu cầu bán hàng người ta thì người ta phải bán hàng thôi, nhưng mà cũng không, tôi nghĩ không có cái rủi ro gì trong cái việc đó. Và cái việc mua quặng này không phải chỉ vì chúng ta mà tất cả công ty khác trên thế giới đều mua, tại cái lớn thì đều mua ở những thị trường như thế. Tôi nghĩ là về mặt rủi ro của nhà cung cấp, đặc biệt là đối với cả các cái thị trường như là Úc, tôi nghĩ là không có cái rủi ro gì về vấn đề đó. Thế còn câu hỏi thứ hai là vấn đề về cái bán thép, thì mọi người biết là chúng ta có 2 cái sản phẩm chính của bên thép, trừ bên khối ống và tôn thì chúng ta có cái thép xây dựng và thép HRC. Thì về thép xây dựng thì hiện nay cái thị phần ở tại Việt Nam chúng ta là chiếm khoảng 34-35% thị phần thép xây dựng. Và trong bất kể các giai đoạn khó khăn hay là thuận lợi, chúng tôi đều duy trì không để cái thị phần ra giảm đi. Đấy, cho nên là cái việc mà về thép xây dựng chúng ta vẫn duy trì là cái thị trường nội địa là chính. Ngoài ra chúng ta có xuất khẩu ra một số các thị trường, chủ yếu thị trường ở xung quanh Đông Nam Á là chính. Và hiện nay công tác xuất khẩu chúng ta vẫn đang tiến hành đến cái xuất khẩu nó xuất khẩu được. Thế nên về thép xây dựng thì tôi nghĩ rằng là không có vấn đề lớn để bán hàng. Mặc dù là giai đoạn vừa rồi là giai đoạn rất khó khăn với bất động sản, thép xây dựng thì nó là một cái ngành mà phụ thuộc vào bất động sản rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng tôi cũng tự tin rằng là cái năm nay trong cái kế hoạch của 2024 thì cái công tác về đầu tư công, tôi nghĩ rằng là hiện nay chính phủ đang làm rất là tốt và đẩy rất là mạnh trong cái đầu tư công. Và cái thép Hòa Phát hiện nay chúng ta cũng đang đi vào rất nhiều các cái dự án đầu tư công lớn, ví dụ như sân bay Long Thành, sân bay Tân Nhất, các cái dự án cầu giao thông lớn thì đều sử dụng thép Hòa Phát. Tôi nghĩ rằng đây là một nguồn tiêu thụ rất là tốt trong giai đoạn tới. Thế còn về phần HRC thì năm nay thì chúng ta chưa có cái HRC của giai đoạn của Dung Quất 2, mà chủ yếu vẫn là Dung Quất 1 thôi. Thì chúng ta vẫn đang có cả 2 thị trường là thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.
Thế thì cái vấn đề lớn nhất là trong năm khi mà chúng ta ra chung bước 2 thì chúng ta sẽ bán hàng như thế nào? Thì hiện nay cái bộ phận bán hàng của chúng tôi có cái bộ phận xuất khẩu hiện nay cũng đã trong năm nay cũng là năm mà tập trung vào cái việc mà chúng ta đi các rất nhiều thị trường, kể cả những thị trường mà chúng ta chưa bán bao giờ thì hiện nay là bộ phận xuất khẩu bắt đầu là đi tiến hành để gọi là để mở thị trường này, để đảm bảo là sang năm khi mà chúng ta bắt đầu ra cái giai đoạn 1 của dung bước 2 chúng ta sẽ bán được hết cái hàng của cái giai đoạn 1 của dung bước 2. Thế thì đấy là một số ý mà tôi cũng trao đổi. Tôi xin tiếp lời anh Thắng về cái câu hỏi thứ ba là cái kế hoạch mở rộng sản xuất ấy, thì cái đấy thuộc về chiến lược thì trách nhiệm của đồng quản trị. Tôi xin trả lời thì nhân câu hỏi của bạn về việc mở rộng sản xuất công suất tôm và hống thì tôi cũng nói thông báo thông qua luôn như là qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các tìm hiểu chắc là quý vị cổ đông cũng biết rồi, tức là trong cái chiến lược dài hạn của Pháp sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên hợp cũng bất hai thì của Pháp chúng ta sẽ tăng cường sản xuất những mặt hàng, mình nói thẳng là các mặt hàng yêu cầu công nghệ sản xuất cao, đầu tư lớn và khó. Đấy, ví dụ tôi biết chắc là tính là thế nào cũng cổ đông hỏi thì tôi cũng nói trước luôn, sau này cổ đông được biết luôn là ví dụ như là chúng ta tổng đầu tư sau khi chúng ta làm bằng khu dung bước 2 thì chúng ta sẽ có khoảng 11 triệu tấn công suất. Thì với 11 triệu tấn công suất này nếu chúng ta sản xuất theo quy định thì chúng ta chỉ bỏ ra đâu đấy vài tỷ thôi, tôi tính nhanh là 3-4 tỷ có thể làm được rồi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta sản xuất thép chất cao, ví dụ như HRC hoặc một vài sản phẩm khác thì ta phải đầu tư rất là lớn. Theo như báo cáo của anh Thắng đã báo cáo với hội đồng quản trị thì tổng đầu tư sau khi chúng ta hoàn thành dung quất 2, cả dung quất 1, dung quất 2 theo cái thời giá trước đây nhé, thời giá trước đây rất là rẻ và bây giờ không tính tương lai thì riêng phần máy móc thiết bị tài sản cố định chúng ta đã phải đầu tư vào đấy khoảng tương đương khoảng trên dưới 7 tỷ đô, là con số rất là lớn. Thì để phạm với số tiền đó chúng ta cũng chỉ làm ra được khoảng 11 triệu tấn thôi mà cái mức đó thép là thép chất lượng rất cao. Thế thì trên cơ sở đó thì tôi cũng báo cáo với đại hội luôn là hai cái sản phẩm ống và tôn nó là cái tồn tại lịch sử cũ của Pháp. Thì câu hỏi có mở rộng hay không thì theo tôi thì chắc là phải mở rộng quy mô hẳn, chắc chắn là chúng ta sẽ không, tại vì là thị trường nó rất là nhiều, đơn vị nhiều công ty làm rồi. Thứ hai, sản phẩm đó nó đây không có ý chê bài anh mà nó tương đối dễ làm, cái việc đầu tư ở mức độ quy mô nó vừa nhỏ nó không quá lớn. Thì và Pháp chúng ta sẽ cùng nhập ở đây để chúng ta nhân đây và vào đại hội trả lời câu hỏi của bạn. Một là cần mở rộng một cách quy mô tăng lên sẽ không, nhưng nếu mà có nhu cầu thị trường mà tăng cái sản lượng nhiều, ở đây tất cả quý vị đều biết ống thép Hòa Bát là lớn nhất số 1 Việt Nam, thì nếu mà nó có cái nhu cầu để tăng cái trưởng cái bền vững thì có thể anh Tuấn đây vừa là phó chủ tịch tổng quản trị vừa là tổng giám đốc của tổng công ty về ống và các sản phẩm thép ấy, thì nếu mà dựa trên cái đấy thì tôi xin trả lời câu hỏi bạn luôn là nếu mà có cái nhu cầu tăng thì mua thêm máy móc cái gì nhưng mà giảm nhỏ lẻ thôi, cái đáp nhu cầu thị trường thôi chứ còn không mở rộng sản xuất. Và cái mở rộng ở đây xin quý vị lưu ý lúc đó là cái mở rộng đây là Hòa Phát từ nay trở đi phải nghiên cứu các sản phẩm làm mà đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao mà mình nói cách đơn giản là khó, đầu tư lớn. Ví dụ như là sau khi hoàn thành sản xuất được cái thép giai đoạn bước 2 thì cái sản phẩm thép chúng ta đạt cái tiêu chuẩn thì chúng ta mua máy của G7 châu Âu và Nhật thì ra chúng ta cái sản phẩm chúng ta là hoàn toàn đáp ứng trong công việc của người sản xuất ô tô, đóng tàu, các sản phẩm quân sự, các sản phẩm thép chế tạo. Đấy là những mặt hàng rất khó, đấy, xin báo cáo với đại hội như vậy. Nhưng mà có lẽ là chắc là tôi nói từ là thiên sứ rồi, chắc là ông trời định hóa pháp phải làm việc khó rồi, nên là chúng ta sẽ làm việc khó. Đấy thì báo cáo đâu lần này là chúng tôi đang nghiên cứu, chính ra chưa định công bố đâu, nhưng mà hôm nay tại hội thì đây toàn là chủ mà đúng không, thì các bạn giữ một nếu bạn là chủ tôi cũng báo cáo đấy, đang hóa pháp đang nghiên cứu là hai mảng sản phẩm. Thứ nhất là sản xuất cái tôn silic ấy. Ở đây cái này hơi chuyên sâu một tí đi, chỉ có những cái quý vị ở sâu trong ngành nói đơn giản là chúng ta sẽ sản xuất là cái tôn silic là cái sản phẩm để làm cho các loại motor điện có lại biến thế, đặc biệt là các loại motor điện dùng cho công nghiệp EV, công nghiệp xe điện.
là cái mảng đang phát triển thế giới bây giờ. Đấy, thì hiện nay thì ở Việt Nam mới có một đơn vị sản xuất mà họ cũng họ làm cái độ là họ chỉ gia công công cuối cùng thôi, còn nguyên liệu nhập về, còn Hòa Phát sản xuất từ gốc, sản xuất từ Quảng Nam để ta đi làm cái tô silic rất là khó, và theo được cái phương này chưa có đơn vị nào Việt Nam mà đang nghiên cứu về cái việc này cả, thì nó giỏi. Và hai vấn đề tôi đã nói, thứ nhất là quy mô lớn và thứ hai hàm lượng công nghệ rất là cao. Cái sản phẩm thứ hai thì được ra Hòa Phát cũng rất là lâu rồi, chứ cũng không phải vì phong trào hay gì đâu, nhưng mà chắc là giai đoạn 2 của Trung Quốc hoặc là cái giai đoạn 3 chúng ta làm ở Phú Yên đi, thì chúng tôi đang nghiên cứu để sản xuất cái thép đường dây. Nhưng mà xin báo cáo đâu cũng phải cái thép đường dây mà đang chạy tàu hỏa bình thường luôn nhé. Cái thép đường dây của bác nào là đáp ứng được cho tàu chạy khoảng từ 800.000 km/h, tức là loại thép đường ống cao đấy, thì cái đấy là cực kỳ khó. Báo cáo thôi, chúng tôi đã thành lập một bộ phận, tôi đang nghiên cứu một bước đi đầu tiên, thì cũng hy vọng, đây là mình hy vọng thôi, sau này khi mà chính phủ đảng và chính phủ quyết tâm là làm cái đường sắt Bắc Nam thì Hòa Phát sẽ tham gia vào thầu cung cấp cái đường dây xe điện của cái dự án đường sắt cao tốc để có hai cái sản phẩm mới tôi đang nghiên cứu để xin báo cáo đều. Để vì tại sao tôi nói cái trách nhiệm phần về nghiên cứu phát triển sản phẩm là trách nhiệm của tôi, mà cũng báo cáo đều là tuy là vừa nãy nói về phần điều hành cũng không toàn một anh Thắng làm cả, mà đúng là tôi cũng phải tao lại đi cũng tương đối nhiều, còn chạy trong này trong kia ra bên ngoài chúng ta để tìm hiểu có nghiêng để xem phát triển tương lai phát triển của phát anh này. Tôi đều suy nghĩ đến 10, 20, 30, 40 năm sau, nói hơi dài nhưng báo cáo đại biểu như vậy. Kết luận là mở rộng sản xuất thông thường nhiều thép và tôn mạ chắc là không, nhưng mà nghiên cứu để sản xuất các sản phẩm khó và phải hàm lượng công nghệ cao ở Việt Nam chưa làm, Hòa Phát sẽ tiếp tục nghiên cứu. Vậy như vậy cuối năm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành cái Trung Quốc 2.1, tức là cái lò cao đầu tiên 2.5 triệu tấn, và theo lịch cũ thì cuối năm 2025 sẽ hoàn thành toàn bộ. Thế nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi đã họp, và tôi chính tôi với tư cách chủ tịch thì tôi đã đề nghị với ban điều hành, ban điều hành đã đồng ý là tháng 9 năm 2026, tức là rút ngắn 3 tháng thì sẽ hoàn thành toàn bộ khu liên hợp Trung Quốc 2. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Thứ hai trả lời luôn để cho sau này các quý vị khác hỏi là về vốn thì yên tâm, cái đấy là truyền thống của Hòa Phát rồi. Thậm chí như tôi nói rằng là ở trên thương trường là chảy ra tôi khoe một chút xíu, nhưng mà trên thương trường cũng phải ghi nhận là về điều hành vốn Hòa Phát rất tốt, nên mọi người yên tâm vốn đã đủ cho cả Trung Quốc 1 và Trung Quốc 2, mọi người yên tâm. Mời bạn tiếp tục. Dạ vâng, cảm ơn bác. Một cái câu hỏi thứ hai, tức là trong cái giai đoạn mà Hòa Phát 2 có nghĩa là mình sẽ tập trung vào sản phẩm thép mã cao, chất lượng cao. Khó. Và khó thì chắc chắn một điều rằng là thị phần trong nước của mình là nó rất là nhỏ, và nó sẽ không thể là đủ cho 5,6 triệu tấn nếu em nhớ không nhầm. Cái sản phẩm giai đoạn 2 thì chiến lược của mình về việc là phát triển thị trường để vươn ra, để xuất khẩu như thế nào, để cạnh tranh làm sao với Ấn Độ và Trung Quốc. Xin hết. Okay. Cái câu hỏi hai tôi trả lời rất đơn giản thôi, vì tôi nghĩ cách là tôi đúng biết rồi. Nó có hai vấn đề. Thứ nhất là bạn không sai nhưng bạn đang nói thực tại. Thì còn hiện nay mọi người đều biết rồi, đang có một xu hướng rất lớn. Xu hướng đây là mang tính quy luật, mà mang tính toàn cầu, là đang có sự chuyển dịch rất lớn. Mọi người nghe thật kỹ ạ. Chuyển dịch rất lớn, các nhà sản xuất từ Trung Quốc đại lục và từ một số con nền kinh tế cao như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, họ đang chuyển dịch các cơ sở sản xuất sang các nước Đông Nam Á mà. Vì chúng ta hướng được cái đó, thế thành ra đây cũng nói một cách nghiêm túc là không thể suy nghĩ rằng vì thị trường Việt Nam quá nhỏ chúng ta không thể sản xuất tôn silic, đúng không ạ? Không thể thị trường Việt Nam quá nhỏ mà chúng ta không thể sản xuất thép đường dây. Thép đường dây thì chúng ta phải tính cả đường dây chuyển. Còn cái thứ hai nữa thì Thắng nói rồi, thì tôi phải chiến đấu thôi, làm ra là gì chiến đấu mà sẽ phải bán hết, sẽ phải bán hết. Đấy là trả lời hai câu hỏi qua đây, mời tiếp tục. Đã thế tôi xin trả lời luôn, có một câu hỏi thôi, chỉ có một câu hỏi thôi không ạ? Thì tôi báo thông tin với đại hội này, không biết là cái buồn hay cái vui nữa, thì như các quý vị đã biết, chính tôi đấy và anh Dương là chúng tôi đã vào khảo sát, cũng như khảo sát nghiên cứu để định sản xuất nhôm tại
composite và nhôm tại Đắk Nông là cái đất nước chúng ta đã quy định biết rồi, khu vực Tây Nguyên có cái chữ lượng quặng composite rất là lớn, nội dung rất là lớn, và cũng là được vinh dự là được ban tổ chức dành cho cái phần nghiên cứu nhé, còn sau này còn rất nhiều trình tự thủ tục. Thế nhưng mà cách đây 2 tháng anh Mười chủ tịch tỉnh Đắk Nông có gọi điện trực tiếp cho tôi hỏi điều mà bác định thế nào, hôm nay thì tôi cũng công bố đại hội luôn. Nói thật không biết đây là tin vui tin buồn, tức là tôi cũng xin phép anh Mười là thôi vì lúc này là Hòa Phát phải dồn lực cho sản xuất thép, thì Hòa Phát chưa bỏ, nhưng mà nếu mà có cái đơn vị nào người ta có điều kiện hơn thì tỉnh thì dành, tại vì khi cùng tỉnh người ta cũng phải dành cái quyền phát triển của người ta thì người ta có thể đợi doanh nghiệp được. Thế nên cũng lần đầu tiên mà một cách rất là đúng cảm cả thấy Mười hôm nay cũng thông báo đại hội luôn là tạm thời trước mắt là Hòa Phát tập trung cao độ cho sản xuất thép, vì thực sự không liền mạnh lần đầu, đúng là tôi cũng không nghĩ thôi, nó không liền như vậy, không liền quá, cạnh tranh rất là lớn, đòi vốn tiềm nguồn lực con người vốn rất là lớn, thì tôi biết là như thế là đường hướng phát triển sẽ không mở rộng thêm ra, không đa ngành thêm, nhưng mà trả lời câu hỏi của chị là trước mắt, trong thời gian trước mắt và trước mắt thì mình nhiều tới nghĩa 50 năm tập trung cao độ vào thép, chưa nghiên cứu sản xuất kim loại mỏng có thể nhôm. Thế thì tại sao tôi nói câu là bây giờ thông báo thông tin này là buồn hay vui? Xin mời. Xin chào mọi người. Em xin có hai câu hỏi đó. Thứ nhất là xin hỏi ban lãnh đạo là cái hệ thống cảng biển logistics đang xây dựng ở Trung Quốc và dự kiến là ở Phú Yên, thì đây có phải là mảng mới của công ty không? Câu hỏi thứ hai là xin ban lãnh đạo cho biết được là cái kế hoạch của cái bất động sản nhà ở thương mại ở tại phố lối Hưng Yên ấy, thì công ty có kế hoạch như thế nào? Xin hết. Anh Thắng trả lời cho cái câu về cái cảng bất động sản. Về cái cảng thì anh biết là chúng ta có ở tại Trung Quốc chúng ta có hai cụm cảng. Một là cái cụm cảng tại trong nhà máy, chúng ta trong cái tầng của các quý vị nào mà đi tham quan ấy, thì chắc cũng ra cái cảng rồi. Thì cái cảng đó là chúng ta phục vụ cho cái việc các cái hàng hóa mà phục vụ cho cái nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Thế còn chúng ta có một cái cảng thứ hai cũng tại Dung Quất là cảng tổng hợp. Cái cảng đó là cảng chúng ta phục vụ cho vừa cho cái nhà máy Dung Quất và chúng ta phục vụ vừa cho cái khu kinh tế Dung Quất nữa. Thế thì ở đây thì chúng ta xác định luôn là cái cảng mặc dù hai cái cảng của Hòa Phát rất là lớn. Nếu mà hai cái cảng đó chúng ta công suất hiện nay chúng ta có thể lên đến khoảng gần 50 triệu tấn một năm. Thế thì mặc dù như thế nhưng mà chủ yếu là cái phần chính chúng ta vẫn đang phục vụ cho cái sản xuất của nhà máy thép Dung Quất. Thế còn ở trong Phú Yên thì trong cái đề án hiện nay chúng ta đang đề nghị với tỉnh thì chúng ta có đề nghị với cái cảng Bãi Gốc. Thì cái cảng đó nó cũng phục vụ hai mục đích. Một là phục vụ cho bản thân sau này nếu mà chúng ta có dự án thép đấy thì phục vụ cho dự án thép. Ngoài ra chúng ta sẽ phục vụ cho cả cái khu kinh tế, khu công nghiệp đấy, cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thế thì đấy là hai mục đích của cái cảng. Phần trả lời thứ hai liên quan đến tôi thì câu hỏi thứ hai của bạn thì về cái bất động sản thì cũng xin báo cáo với đồng. Năm ngoái tôi đã nói thế nào, đúng là cái dùng chính xác từ cái chiến trường thép này nó không liền quá khó khăn quá, thì chúng tôi cũng dành toàn lực vì nguồn lực của chúng ta thì có hạn, nên là chúng ta phải mua hạn. Trước mắt trong thời gian ngắn hạn khoảng 5-10 năm tới thì về bất động sản thì Hòa Phát chỉ tập trung làm những cái có hai phần ạ, bất động sản về công nghiệp và bất động sản về nhà ở. Thì về phần nhà ở tôi nói trước thì Hòa Phát sẽ tiếp tục hoàn thiện làm những cái khu mà chúng ta đã hoàn thành các thủ tục trình tự pháp lý, ví dụ như là khu đô thị với phố nối hoặc là một vài cái điểm khác mà đã được các tỉnh đang nghiên cứu. Thế thì còn không tiếp tục mở rộng nữa. Thế còn về Hòa Phát tập trung cao hơn là phát triển cái mạng sản xuất khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, thì đấy là cái nghề mà Hòa Phát đã có gần 30 năm nay rồi, ta làm rất tốt. Thế thì xin trả lời bạn như vậy. Kính thưa đoàn chủ tịch, em xin có hai câu hỏi. Thế câu hỏi thứ nhất về cái dự án về Dung Quất 2 á, thì em xin hỏi là về cái kế hoạch của mình thì là dự kiến là cuối năm 2025 đúng không? 2026 là hoàn thiện, thì em xin hỏi về cái đặt cái mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận của công ty và cái điểm chơi của lợi nhuận sẽ vào giai đoạn nào. Cái câu hỏi thứ hai là em xin hỏi về cái đề xuất về chống bán phá giá HRC á, thì nó ảnh hưởng đến cái ngành thép.
chung như thế nào và cụ thể nào vào thép của mình ạ? Vì các cái doanh nghiệp về tôn thì theo em được biết thì là họ cũng sẽ phản ứng gay gắt với những thông tin này vì cái nhập HRC của bên phía bên cái ngành tôn mạng. Em xin hết ạ. Thế kia câu số 1 thì tôi trả lời là như mọi người biết rồi thì chúng ta sau khi mà xong cái bước 2 chúng ta sẽ có thêm sản lượng khoảng độ 5,6 triệu tấn HRC. Thì cái doanh thu thì chắc là nó theo giá bán. Thì tôi tính là nếu mà theo cái giá bán hiện nay nó khoảng giờ tầm khoảng 600 đô thì chúng ta sẽ thêm khoảng 70 ngàn tỷ nữa. Cộng với khoảng 100-200 bây giờ thì chúng ta sẽ có khoảng 200 ngàn tỷ. Thế còn điểm rơi về lần nữa tôi nghĩ rằng nó là phụ thuộc vào nền kinh tế đó. Không thể chắc chắn nhưng mà với cái năng lực sản xuất của Hòa Phát thì tôi tin rằng là nếu mà doanh thu chúng ta tăng thì lần này chúng ta cũng sẽ phải tăng thêm. Nhưng mà nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào cái thời điểm đó. Và với hiện nay thì mọi người biết là cái chu kỳ kinh tế thì chúng ta vừa mới trải qua một chu kỳ kinh tế rất là xấu. Thì thông thường thì cũng hiểu được là sau cái giai đoạn xấu thì kinh tế nó sẽ tốt lên. Mọi cái điều kiện nó sẽ tốt lên thì cũng hy vọng là thời điểm 2026-2027 là cái thời điểm mà nền kinh tế nó sẽ hồi phục trở lại. Về cái câu hỏi thứ hai của bạn là về cái chống bán phá giá thì trước hết chúng ta phải khẳng định với nhau như này ạ, là cái việc mà khi khởi xướng điều tra chống bán phá giá nó là một cái hành vi, nó là cái theo thứ nhất là theo cái tiêu chuẩn điều kiện của WTO, cái đấy mọi người biết rồi. Và cái thứ hai là cái việc này là rất thông thường. Tôi nói ví dụ cụ thể, Việt Nam chúng ta khi mà xuất khẩu hàng ra thế giới hiện nay chúng ta đang đối diện với rất nhiều các khởi kiện về bán phá giá, thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó bình thường thôi. Thế nhưng mà cái việc này nó rất là mang tính kỹ thuật, thì tôi nghĩ rằng là tại cái đại hội cổ đông này là đại hội cổ đông thuần túy Hòa Phát chúng ta thì có lẽ là chúng ta chưa đến phát ngôn cái gì mà cái việc mà khởi kiện điều tra chống bán phá giá này là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, thì chúng ta cứ để cho họ làm như thế thì nó khách quan công bằng rõ ràng hơn. Đều là cổ đông của Hòa Phát, đều là trước khi chúng ta là cổ đông thì chúng ta đều là công dân của Việt Nam, chúng ta là đều là người Việt Nam cả, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng đề nghị và tôi nghĩ rằng là chắc mọi người đồng ý rất là cao thôi, thì mọi người nên có cái quan điểm ủng hộ sản xuất trong nước ạ. Đấy thì cái này thì nó xuyên suốt không những ở Việt Nam mà tôi nghĩ nước nào trên thế giới này cũng như vậy ạ. Nước nào thì cũng ủng hộ sản xuất trong nước, nước nào thì cũng không thể chấp nhận cái việc mà hàng hóa nước ngoài nó vào nó tràn ngập đến mức độ mà còn nhiều hơn cả lượng sản xuất. Chỉ có một cái việc như này để cho quý cổ đông biết, thì tôi biết ngồi đây là quý cổ đông là được rất là nhiều thành phần kinh tế, cũng rất là nhiều lớp cao, rất là nhiều nghề nghiệp, rất là nhiều chức vụ, thì mọi người cũng nhìn nhận cái khách quan công bằng thì không một nước nào trên thế giới này, thì tôi nói lại là chấp nhận cái việc mà cái lượng thép, tôi nói ví dụ ngành thép mà nhập khẩu lại còn lớn hơn cả phần sản xuất trong nước. Mà trong khi chúng ta đây thôi mình nói mãi này, mình nói mãi và chúng ta hát và chúng ta kêu quái, nhưng mà cái nét cơ bản mình biết rồi. Chúng ta 30 năm trước Việt Nam còn chưa có bản tên về bản đồ thép, thì hôm nay chúng ta rất là tự hào, mình dùng chính xác để làm là chúng ta là ngành công nghiệp thép, đặc biệt là công nghiệp thép chế tạo sản phẩm thép cao cấp. Và ngày hôm nay theo như quý vị đã biết, cái này hoàn toàn mình xem trên mạng đã, chứ không phải tôi hát thì tôi khen hay là Việt Nam đang là nước sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á. Thế thì mọi người thấy là rất là tự hào, từ 30 năm trước chưa có tên trên bản đồ của cái khu đơn bên đường gang thép Thái Nguyên chưa được 300 ngàn tấn, bây giờ là sản xuất trên 20 triệu tấn thép rồi, trong đó đặc biệt là sản xuất được thép. Như mọi người biết rồi, nói câu này thì nó mang cái tuyên truyền mình. Đấy, thế có người, có ý nhân là nói thép là bánh mì công nghiệp, đặc biệt qua cái cuộc chiến tranh Nga U này thì càng cái vai trò ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu cơ bản của vùng trang bị quốc phòng rất là quan trọng. Thế cho nên là tôi cũng rất mong là quý vị ngồi đây là ở rất là nhiều tầng lớp xã hội, nhiều giai tầng, nhiều đồng chí thì có cái nhìn nhận ủng hộ cái việc sản xuất thép trong nước, để cái đó thì thêm. Thế tôi nghĩ rằng là với năm nay thì tôi nghĩ rằng là cái năm nay thì cái ngành công nghiệp thì cái ngành heo nó tương đối là tốt.
Thì với cái giá heo chúng ta từ đầu năm đến giờ và cũng với dự báo của năm nay, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm tốt vấn đề về an toàn sinh học, vấn đề dịch bệnh, thì giá heo nó tương đối tốt và cái tỷ trọng của cái ngành cái heo ở trong cái công nghiệp hợp pháp nó tương đối lớn. Tôi nghĩ là năm nay lợi nhuận của ngành nông nghiệp nó sẽ cao hơn năm ngoái. Nhưng mà cái nông nghiệp thì thực sự thì cái biến động rất là lớn. Alo. Dự án Phú Yên thì tôi xin trả lời. Thứ nhất là mình nói rất rõ là về cái chiến lược phát triển của Hòa Phát tại nhiều đại hội nông như tôi nói rồi. Chúng ta sẽ tập trung cao độ để biến tập đoàn Hòa Phát sau nhiều năm, 10 năm tới thì là nằm trong 50 công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới. Và thứ nhất, thứ hai là cái chiến lược của chúng ta thì tôi cũng đã nhiều lần tôi trình bày tại đại hội rồi là chúng ta sẽ không dừng lại. Tại vì riêng ngành thép này mà với cái sản lượng quy mô nhỏ và sản phẩm là hậu thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị đè bẹp, nên chúng ta phải tiếp tục vươn lên. Thế còn Phú Yên thì cũng là Phú Yên thì chúng tôi như hội đồng quản trị chúng tôi có nói là có hai tên gọi là dự án thép Phú Yên và dự án Dung Quất 3, để chúng ta nói Dung Quất 3 để nó mang cái liên tục ấy, thì tổng đầu tư nó cũng tương đương với cái dự án Dung Quất 2 đâu, khoảng mình cứ tính về đô cho con là khoảng trên 5 tỷ đô để cho cái dự án Phú Yên ạ. Câu hỏi thứ nhất là hiện giờ thép HRC của Trung Quốc giá rẻ đang tràn vào. Vậy HPG liệu có sợ là biên lợi nhuận của thép HRC giảm không? Và thép xây dựng của Trung Quốc đang tràn vào và biên lợi nhuận có giảm đi bao nhiêu ạ? Câu hỏi thứ hai là dự kiến 2025 bao nhiêu tấn HRC từ Trung Quốc 2 ạ? Em xin cảm ơn ạ. Và dự kiến năm 2025 ạ, thì bao nhiêu tấn HRC được sản xuất từ Dung Quất 2 ạ? Tôi trả lời bạn luôn về cái câu số 2. Xin cảm ơn. Thì theo tiến độ hôm nay chúng tôi cập nhật thì dự kiến là đến cuối năm nay, khoảng tháng 12 chúng ta sẽ bắt đầu là sản xuất HRC từ Dung Quất 2. Nếu mà tiến độ, nếu mà mọi vấn đề đảm bảo, còn chậm nhất thì chúng tôi nghĩ là cũng rơi vào quý 1 thôi. Cái thông thường thì nếu mà là một dự án mới thì khi bắt đầu chạy chúng ta sẽ còn thời gian để chạy thử rồi các vấn đề liên quan khác. Công suất thì chúng ta sẽ, nếu mà full công suất chúng ta sẽ ra khoảng 2,7-2,8 triệu tấn. Thế nhưng mà thông thường thì mới các dự án thì sẽ mất một thời gian ban đầu để chúng ta chạy, khi mà thử máy móc tất cả mọi thứ thì nó sẽ chưa đạt công suất như là thiết kế. Nhưng tôi cũng hy vọng là với cái tay nghề của anh em ở tại Dung Quất là cũng đã làm HRC tương đối lâu rồi, tôi nghĩ rằng là cái sản lượng chúng ta sẽ được khoảng ít nhất là 2 triệu tấn vào năm 2025, cộng với cả khoảng hơn 3 triệu tấn của Dung Quất 1 chúng ta sẽ có khoảng hơn 5 triệu tấn. Còn nếu mà tốt thì chúng ta có thể lên khoảng độ 5 triệu rưỡi hoặc gần 6 triệu. Nếu mà cái Dung Quất 2 mà nó vào tốt là có thể sản xuất được ra ngay. Mình cũng là đại diện cho quỹ Dragon Capital, thì tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong cái năm 2024 và 2025 này thì điều gì là anh Long đang cảm thấy được tự tin nhất và băn khoăn nhất trong 2 năm nay? Và tôi cũng chỉ hết. Mang tính định tính quá nhưng có lẽ tôi chỉ trả lời đơn giản thôi. Tức là năm 2025 thì nó cũng như các năm trước thôi, và tôi nghĩ rằng nó cũng như năm sau thôi. Tức là chúng ta một cái truyền thống Hòa Phát là chúng ta đã làm và chúng ta khó khăn nào chúng ta vượt qua. Thì cái nhiều lần tôi nói thế này rồi, và thứ hai là chúng ta hoàn toàn tự tin thôi. Thế còn tất nhiên khó khăn thì tôi nghĩ là không phải Hòa Phát, bất cứ công ty sản xuất nào thế thôi, thì sản xuất sản phẩm nào thôi thì lúc nào cũng phải có khó khăn. Nhiều khi cũng chia sẻ với bạn, nhiều khi khó khăn thách thức nó lại trở thành một cái niềm vui, niềm đam mê. Cho nên là câu hỏi của bạn mang tính định tính, bạn khó trả lời, có lẽ tôi nói như vậy là khó khăn thì làm khó, nhưng chúng ta tiếp tục vươn lên. Thì như tôi vẫn nói vui, chắc là mình mất như vậy còn kinh sợ lâu rồi, người ta là thôi không bàn cái chuyện này. Alo, xin chào lãnh đạo, thì cho em là câu hỏi là ban lãnh đạo đánh giá biến động tỷ giá tăng hoặc giảm 1% thì tác động tới lợi nhuận sau thuế của HPG như nào? Luôn lớn nhá, rất lớn luôn nhá. À, ví dụ tôi nói luôn là quý 1 nhá, từ ngày hôm qua tôi mới được đồng chí giám đốc tài chính báo cáo, tôi tận đồng chiều hôm qua báo cáo với tôi nhá, chỉ riêng cái trích lập dự phòng cái tỷ giá tăng rồi thì không những Hòa Phát mà tôi nghĩ tất cả các công ty trên lãnh thổ Việt Nam đều dính đều vướng bài thì cũng là lớn nhá. Ví dụ như là
chúng ta phải trích lập dự phòng khoản tiền tương đương khoảng 200 tỷ trong việc tăng cái tỷ giá. Nhưng mà thôi, bây giờ nó là hiện tượng khách quan thì chúng ta phải chấp nhận và sống chung với nó thôi. Đấy thì trả lời. Em có một câu hỏi dành cho chủ tịch là em muốn hỏi là quan điểm của chủ tịch và hội đồng quản trị về cái nguồn sử dụng cái nguồn lợi nhuận trong tương lai của tập đoàn để cân đối giữa gọi là tái đầu tư và một phần dùng để chia cho cổ đông, thì quan điểm của chủ tịch là thế nào? Vâng, tôi nghĩ đấy là một câu hỏi rất hay và tôi nghĩ rằng chắc rất là nhiều cổ đông quan tâm để mình suy cùng thì mình góp vốn để mình thu lợi nhuận. Thế thì một cái quá trình xuyên suốt, đây không phải là chúng tôi nói mồm mà thực tế là đã xảy ra rồi, thì là Hòa Phát là một trong rất ít các công ty mà luôn cân đối giữa cái việc mà ở đây tôi không tiện nói tên công ty khác vì mình động chạm, nhưng mà có lại rất nhiều công ty là nhiều năm là họ vẫn làm ra tiền thì họ không có chia lợi nhuận, đúng không ạ? Cái đấy mọi người đều biết rồi. Thế thì Hòa Phát là một trong những công ty mà chúng ta rất là thực hiện một cách rất là đúng từ xuyên suốt và một cái chiến lược thay đổi là cân đối hài hòa. Thì mấy năm vừa rồi thì cũng là đầu tư cũng nhiều, thực sự là khó đấy ạ. Đấy, cái lượng tiền tôi vừa báo cáo mọi người thấy cũng kinh khủng khiếp lắm. Thế nhưng mà vẫn phải đề cao, đạt cao cái chuyện là chia lợi tức cho cổ đông. Và suy cho cùng thì tôi phát biểu đây vì bạn hỏi với tư cách chủ tịch, nhưng mà bạn chưa hỏi thì tôi cũng nói luôn là với tư cách cổ đông thì tôi cũng là cổ đông lớn nhất, thì tôi góp tiền đi làm thì cũng để kiếm tiền thôi mà. Nên là thành ra là cũng xin trả lời với cả hội là đường lối không có gì thay đổi cả. Chắc là từ năm 2025 chúng ta lại tiếp tục duy trì lại cái việc là tất nhiên một phần cho đầu tư, một phần tiếp tục là chia cổ tức cùng tiền mặt cho cổ đông. Đấy thì đường lối là như vậy đấy, không thay đổi, không có gì mới. Tôi có câu hỏi, tôi là cổ đông Tô Tùng Dương, tôi có câu hỏi là tôi mong ban lãnh đạo sẽ chia sẻ thêm về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm HRC của Dung Quất Hà, là tôi muốn hiểu rõ hơn là sẽ bao nhiêu phần là đem đi xuất khẩu và bao nhiêu phần là tiêu thụ ở nội địa trong nước. Và cái phần xuất khẩu đó liệu sẽ cạnh tranh như thế nào với cả HRC của Trung Quốc? Mình sẽ cạnh tranh bằng cái gì và mình có ưu điểm gì cạnh tranh được? Chứng tỏ là bạn rất lo lắng cái sản lượng làm ra đúng không ạ? Bán đi đâu đúng không ạ? Thế thì tôi trả lời luôn một câu hỏi tôi cho rất là hay mà chắc là tất cả cổ đông ngồi đây như tất cả cổ đông 170.000 cổ đông tập đoàn Hòa Phát suy nghĩ đến, thì cũng xin đại hội quý cổ đông đây cũng như các quý cổ đông mà không ở đây thì cũng yên tâm. Tức là cái việc trả lời một cách cố định cái việc bán làm thì rất là khó, mình phải uyển chuyển ra. Thế nhưng mà thời gian vừa rồi khó khăn như thế, thép Trung Quốc tràn vào như thế, bán phá giá như thế, bằng chứng rất rõ ràng. Có điều hôm nay không phải là cái chỗ để chúng tôi nói thôi, nhưng mà mình vẫn bán được hết lượng. Cho nên câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời luôn đấy. Ở tùy từng thời điểm, chúng ta sẽ đầu tiên là 100% ưu tiên bán hàng trong nước, vì bán hàng trong nước rất là lợi. Và thứ hai là nếu không bán hết hoặc là tùy thời điểm thì sẽ dành một phần cho xuất khẩu. Thế còn về xuất khẩu thì cũng chia sẻ tới cái đại hội là không phải chúng ta đâu ạ. Đấy thì tôi chỉ nói ví dụ như Mỹ đấy, Trung Quốc họ chỉ cần nhập vào có chiếm đâu đó khoảng 10% sản lượng thép, ngay lập tức ông Donald Trump không những áp thuế chống bán phá giá, còn lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ áp dụng luôn cái 232, cái 232 trong người biết rồi là cái đạo luật an ninh quốc gia để chống hoàn toàn. Thì đấy là chuyện cách đây 5-7 năm thời ông Donald Trump còn là tổng thống. Thế còn chuyện ngày hôm qua đấy, mới nhất thì chính bà bộ trưởng tài chính Mỹ và đang thăm Trung Quốc, bà cũng nói đấy, hồi khỏi vòng vo nói thẳng luôn, Trung Quốc phải giảm cái sản lượng luôn. Tóm lại là cái nền công nghiệp Trung Quốc quá mạnh hay quá, nhưng mà nói đi nói lại cũng không đáng sợ đâu, tại vì chúng ta cũng có những cách chúng ta về chất lượng, về thời gian giao hàng, rồi về các mối quan hệ nữa. Nhưng về cơ bản thì lượng theo tùy tình hình, chúng ta ở từng thời điểm ưu tiên cho cái gì, mục tiêu tối đa đối tượng là bán được hết lượng hàng sản xuất ra. Suy cùng cái đấy quan trọng các bạn, rất quan trọng, thì liên quan đến vốn, liên quan đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu, liên quan đến đời sống cán bộ nhân viên thì cũng nhiều vấn đề. Thành ra câu hỏi của bạn rất là lớn, tôi xin trả lời là chúng ta rất là uyển chuyển, rất là, nhưng mà cũng xin báo cáo với đại hội thêm một cái tin nữa, có thể gọi là tin mừng, như là riêng cái thép của Hòa Phát sản xuất ấy, thì nó lại có một ưu thế rất lớn là chính cái đơn vị mà muốn xuất khẩu tôn mạ màu dẫn ngoài ấy, có
có một số nước, ví dụ để thị trường Mỹ, Canada thì người ta yêu cầu, anh vẫn biết là họ yêu cầu là cái phải chứng minh xuất xứ, là phải sản xuất được cái nguyên liệu hàng loạt tại thị trường Việt Nam, chứ họ không chấp nhận. Mọi người biết rồi, nhiều chính khách ấy phát biểu thì là hàng Trung Quốc vòng qua các nước Đông Nam Á nó chạy sang, thế thành ra là đấy lại là cái mặt rất mạnh. Thành ra là có thể nhiều đơn vị người ta thích hay không thích, người ta vẫn phải mua hàng ở Pháp hoặc là mua hàng ở một số phong xa thì sản xuất trong nước để lấy được cái chứng nhận là xuất xứ nhé. Thế cho nên là thông qua bạn đây thì gửi đến cổ đông, gửi tất cả cổ đông như là mọi người cứ yên tâm, tức là chúng ta sản xuất ra và chúng ta bằng mọi giá, bằng mọi cách chúng ta sẽ bán hết lượng như vậy. Xin chào ban quản trị của tập đoàn Hòa Phát và quý vị cổ đông tham dự hôm nay. Em xin có cái câu hỏi liên quan về cái chiến lược đầu tư sau khi mà cái hóa thép HRC của cái máy Trung Quốc 2 đi vào hoạt động ạ. Thực ra đây nó cũng là chỉ là một câu hỏi trong những tin tức, gọi là hỏi về cái kế hoạch của cái ban lãnh đạo thôi. Khi mà cái sản lượng HRC thì nó ở 12 ra thì cái sản lượng khá là nhiều, và cũng có một bạn từ trước có hỏi về cái tỷ lệ bán hàng của các con đã trả lời rồi, thì em không hỏi cái đó, em chỉ muốn hỏi là hiện tại thì một số cái ngành nghề ngoài cái việc sản xuất thép và cái sản xuất của cái Hòa Phát của lõi ra thì còn có một số cái ngành nghề khác rất liên quan rất là nhiều đến Hòa Phát, ví dụ như ngành vận tải biển và ngành đóng tàu. Thực ra khi mà Hòa Phát thành công như ngày hôm nay thì cái lịch sử đã đi ra rất cũng đã hơn 30 năm rồi, và mình đã khẳng định được những cái giá trị mà mình đã làm được với nền kinh tế Việt Nam. Thì em muốn hỏi cái ngành vận tải biển của Việt Nam mình, chúng ta bờ biển rất là dài, rất là đẹp, mà không có cái ngành vận tải biển nó phát triển thì và cái ngành đóng tàu, thì em muốn hỏi với chủ tịch Long là bác có suy nghĩ sắp tới Hòa Phát có tham gia vào cái việc đầu tư vào cái ngành vận tải biển và cái ngành đóng tàu hay không? Đây là cái câu hỏi của em. Xin cảm ơn. Thế thì xin trả lời ngắn gọn luôn là trong thời gian trước mắt thì tập trung cao độ cho sản xuất thép nên chưa tham gia vào. Xin trả lời. Cũng không thể làm tất cả mọi thứ được. Xin chào chủ tọa và quý cổ đông ạ. Em xin có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là hôm nay đã là liệu chủ tọa đã có những con số liên quan đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của quý một chưa? Và câu hỏi thứ hai của em là việc chúng ta sản xuất thép thì cũng có những cái ảnh hưởng nhất định tới môi trường, thì hiện nay thì Hòa Phát đang có những cái chính sách hay là có những cái hoạt động và dự kiến sẽ triển khai trong tương lai như thế nào để đảm bảo cái việc là phát triển bền vững và đảm bảo cho cái quyền lợi về môi trường. Đó là hai câu hỏi của em. Vâng, câu hỏi thứ hai rất là hay. Thì trước khi cái đề thủ phần anh Thắng trả lời, mà tôi nói thêm thôi. Hòa Phát là một trong những công ty đi đầu trong cái việc mà tham gia vào cái COP 26 đấy ạ. Và anh Thắng có thể trả lời câu hỏi hai câu hỏi của tôi. Thứ nhất là vấn đề về môi trường. Chắc là đây có các quý cổ đông đây cũng đi thông qua Trung Quốc, trong bộ trưởng ngành có đi vào đấy, mỗi cảm nhận cái dự án đó. Thế thì trong cái buổi gặp ở tại Trung Quốc, tôi chia sẻ rồi, tức là Hòa Phát thì các cái dự án đầu tư về thép Hòa Phát là dành những tỷ trọng rất là lớn cho vấn đề về môi trường. Các chi tiết thì chắc quý vị biết rồi. Thế thì về mặt môi trường, thứ nhất là chúng ta luôn luôn tuân thủ các cái yêu cầu về pháp luật, về các yêu cầu về môi trường. Và thậm chí hiện nay thì với cái đầu tư của Trung Quốc 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2 thì chúng ta đặt một số các cái chỉ tiêu về môi trường là cao hơn các chỉ tiêu của nhà nước đương đặt. Tại vì về chúng tôi cũng nghĩ thế này, tức là về nguyên tắc thì các nước đang phát triển thì cái điều kiện các cái yêu cầu về môi trường thì càng ngày càng nghiêm ngặt. Chúng ta ngoài việc đầu tư đáp ứng hiện tại, chúng ta cũng phải đáp ứng cho tương lai, thì chúng ta cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn cao hơn để tất nhiên cái chi phí đầu tư thì nó cũng sẽ bị tăng lên. Ngoài ra thì một vấn đề rất là lớn là vấn đề về cái cam kết của Việt Nam của thủ tướng ở trong COP 26 về vấn đề đưa net zero mà đưa phát thải năm 2020 thì không, thì hiện nay Hòa Phát cũng đang bắt đầu triển khai những cái từng bước theo cái lộ trình. Thì chúng ta cũng đã làm các vấn đề về kiểm kê khí phát thải tại cái dự án lớn, những cái nhà máy lớn như thép Hòa Phát Trung Quốc, công ty Tô, và hiện nay chúng ta có những cái chứng chỉ về
kiểm đếm phát thải để đủ điều kiện chúng ta đưa chúng ta có xuất hàng vào trong châu Âu, và mọi người biết là châu Âu thì hiện nay đang có cái SIBA là cái mà châu Âu đưa ra, chúng ta cũng đã có những cái số liệu để có thể cung cấp cho bên EU về những vấn đề các cái lượng phát thải các cái sản phẩm. Và ngoài ra thì hiện nay thì cũng rất nhiều các biện pháp về giảm phát thải cùng các đơn vị về thiết kế cũng như các đơn vị tư vấn của các đang làm. Thì xin bổ sung thêm ý kiến anh Thắng. Thắng là với vai trò điều hành để nói những công việc mà Phát đang làm. Thế nhưng mà về mặt chiến lược ấy, thì điều mà Phát cũng là một cái tập đoàn lớn rồi ấy. Thì cũng xin bạn yên tâm là trong cái tuân chỉ cũng như trong cái đường lối của mình thì mình luôn luôn đề cao cái vấn đề về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Thì khi mà chúng ta có cái suy nghĩ như thế, chúng ta có cái định hướng như thế thì mọi cái hành vi chúng ta làm chúng ta đều làm theo cái hướng như vậy nha. Thì mong chị yên tâm. Thế mà còn về kết quả sản xuất kinh doanh thì ngày hôm qua thì chiều qua thì tất nhiên là cái số liệu thường nó phải ngày sau ngày khoảng 15-20 thì cái bộ phận tài chính của tập đoàn sẽ tổng hợp từ sau. Như ngày hôm qua thì đồng chí giám đốc tài chính cũng báo với tôi về cái kết quả của dân của chúng tôi, nghĩ rằng là cá nhân tôi nghĩ là tương đối tốt. Trong đó có mấy cái chỉ số thì cũng đồng thời trả lời câu hỏi của bạn vừa nãy luôn về lo lắng về bán hàng nha. Thì quý một vừa chúng ta làm rất tốt hai việc. Một là chúng ta tăng được cái sản lượng bán so với quý 1 năm ngoái, cái đấy thì mọi người biết trên mạng rồi. Và cái thứ hai là có thể cái này cũng có thể mọi người nhiều người chưa biết, chủ yếu là không biết, thậm chí các thành viên nếu không phải hiểu được mình cũng biết. Thế là vừa rồi là vì nguyên vật liệu cấu thành những cái sản phẩm, cái giá thành của thép rất lớn là than và quặng, thì vừa rồi là ban điều hành làm được cái điểm rất là tốt. Tôi nói cá nhân tôi cho là tốt là mình bán hết, bán đẩy tương đối cái tồn kho nguyên vật liệu giá cao ấy. Thì cái này nó sẽ có cái hệ quả sau này các quý sau nó sẽ tốt hơn, mọi người hiểu không ạ? Tức lượng bán có thể thế thôi nhưng mà mình bán được rất là nhiều, có thể nó không có lợi nhuận ngay, có thể nó không có lợi, nó thiệt hại chút xíu, nhưng mà cái quan trọng chúng ta đẩy được cái nguyên vật liệu giá cao đi, thì tồn kho chưa bao giờ mà Phát đẩy tồn kho thấp như bây giờ. Thế thành ra lần này như các quý vị đã biết nhá, giá than giá quặng đang xuống thì chúng ta tiếp tục hướng vào như vậy thì chúng ta sẽ được giá tốt của các quý 2, quý 3 sang năm, năm tới. Thế còn về kết quả kinh doanh thì mình báo cáo cái quý 1 này thì sơ bộ thì thu được 31.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 2.800 tỷ. Thế xin được bảo câu hỏi. Đấy là xin báo cáo với đại hội là chúng ta còn mất 200 tỷ để kia bù được cái chênh lệch tỷ giá đấy. Mình xin thay cho ban chủ tọa đánh giá về triển vọng của các thị trường tại cả châu Âu, EU cũng như là tại Mỹ, thì là cái khả năng tiêu thụ, tình hình tiêu thụ của họ, nhu cầu của họ thì trong thời gian tới nó sẽ như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng gì đến chiến lược xuất khẩu của Hòa Phát. Xin cảm ơn. Về xuất khẩu thì các bạn này chúng ta chủ yếu tập trung xuất khẩu châu Âu chính thôi. Còn Mỹ thực ra chúng ta có xuất khẩu châu Mỹ thôi, chúng ta xuất khẩu sang Mexico. Thế thì với đánh giá chúng tôi thì thứ nhất là với châu Âu thì tôi nghĩ rằng là nền kinh tế nó vẫn đang ở giai đoạn hồi phục và cái nhu cầu thì hiện nay vẫn có và chúng ta vẫn tiếp tục có thể xuất khẩu được sang khu vực châu Âu. Tất nhiên ở châu Âu chúng ta có các vấn đề về quota. Thế nhưng mà hiện nay thì với cái lượng mà chúng ta đang có, chúng ta vẫn có thể bán được sang châu Âu. Thì còn thị trường Mỹ thì cũng là một thị trường mà chúng tôi cũng đang nghiên cứu, đặc biệt là với cái việc mà Mỹ đang nghiên cứu vấn đề là đưa Việt Nam ra khỏi các vấn đề về kinh tế thị trường, thì chúng ta cũng hy vọng là trong đoạn chúng ta có thể đưa hàng về trong Mỹ. Thế thì chủ yếu hiện nay thì chúng ta cũng xác định vấn đề này là chúng ta quan trọng chúng ta bán được hết hàng. Thị trường nào cũng được, khi mà chúng ta bán được hết hàng thì chúng ta bán được cái hiệu quả tốt. Thì chúng tôi tự tin rằng là với cái thị trường, với các cái diễn biến kinh tế hiện nay thì trong năm 2024 này thì chúng ta sẽ bán hết cái lượng hàng. Như công ty cho biết thì Hòa Phát đã dành 30% tổng mức đầu tư vào các hạng mục môi trường của Dung Quất 2. Và công ty chia sẻ tự tin có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh đối với các thị trường khó tính như EU. Xin công ty cho biết về lợi thế cạnh tranh của sản phẩm Dung Quất 2 xuất sang thị trường EU so với các sản phẩm thép của các quốc gia khác sau khi SIBA chính thức được áp dụng vào cuối năm 2026.
6 ạ. Câu thứ hai ạ, trong chiến lược phát triển ESG thì S là một trụ cột rất quan trọng và cân bằng giới là một trong vấn đề đang được rất nhiều bên quan tâm. Trong đại hội năm nay, công ty có đề xuất bổ nhiệm 2 thành viên mới trong hội đồng quản trị, tuy nhiên đều là nam giới. Không biết là công ty mình có kế hoạch bổ nhiệm một thành viên nữ trong hội đồng quản trị trong những năm tới không để tăng sự đa dạng giới tính trong việc quản trị doanh nghiệp ạ? Thứ ba là KPMG là công ty kiểm toán của Hợp Pháp trong rất nhiều năm, do vậy thì chúng em đề xuất là năm nay công ty mình lựa chọn một công ty kiểm toán khác trong Big Four để tăng tính minh bạch của báo cáo và cũng theo thông lệ thực hành ESG của quốc tế. Em xin hết, xin cảm ơn. Tôi trả lời câu hỏi tiên đề liên quan đến cái phần đầu tư thì các cái dự án mà thép của Hợp Pháp thì chúng ta thường chúng ta là trên 30% cái tổng đầu tư là chúng ta phải bổ sung lên môi trường. Thì cái này thì cũng là nhiều lần trong các cái cuộc họp thì chúng ta cũng đã nói rồi. Cái thứ hai là vấn đề về CBAM, thì mọi người biết rằng là CBAM thì là một cái thuế là chúng ta gọi là carbon phi biên giới mà EU đặt ra. EU cũng là lãnh thổ đầu tiên trên thế giới mà chúng ta có đưa ra vấn đề này. Thế thì CBAM thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình từ năm 2024 cho đến năm 2036. Trong đó từ năm 2024 đến năm 2026 thì là giai đoạn đầu, và giai đoạn chúng ta sẽ chỉ là vấn đề kiểm đếm cái khí bất thải trên cái sản phẩm và nộp cho bên EU. Thì đây cái giai đoạn đó là bên Hợp Pháp đã thực hiện rồi. Thì theo lộ trình của EU thì từ năm 2026 đến năm 2035 thì sẽ tăng dần cái thuế khí bất thải trên mỗi sản phẩm. Có thể lộ trình ban đầu là có thể là 5%, sau đó lên tăng dần lên 10, 15, 20 và dự kiến đến năm 2035 là 100%. Thế thì cái việc mà đánh thuế phát thải này thì nó sẽ cho toàn thế giới chứ không phải là cho riêng Hợp Pháp hay là cho riêng Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ rằng là với Hợp Pháp thì chúng ta đang là các cái lộ trình liên quan giảm phát thải cũng tôi nghĩ rằng là cũng ngang với các công ty sản xuất thép trên thế giới thôi. Chúng ta cũng đang nghiên cứu các cái vấn đề liên quan đến giảm các cái hàm lượng than trong sản phẩm. Chúng ta tối ưu hóa cái vòng tuần hoàn, tức là sử dụng các cái điện năng, sử dụng các cái trong vấn đề phát điện. Chúng ta đã làm các vấn đề liên quan đến nghiên cứu các cái việc mà sử dụng các cái công nghệ mới, từ cái công nghệ hàm nhiên trực tiếp như AI bằng hydro hoặc là bằng khí thiên nhiên. Nó sẽ có hoặc là các vấn đề nghiên cứu về chôn lấp carbon. Thì những vấn đề đó là những vấn đề tôi nghĩ là nó là một lộ trình, nó không phải là một ngày hai. Thì cái việc đó là tất cả các công ty trên hết ngành thép trên thế giới đều đang triển khai. Thế còn vấn đề về cái có ESG cái này thì chắc cũng có nhiều lần Long cũng nói rồi. Tức là trong Hợp Pháp thì chắc các quý vị cũng biết là cái tỷ lệ nữ giới ở trong ban lãnh đạo Hợp Pháp rất là cao, chắc là cao hơn các công ty của nhà nước hay là một số các công ty trên sàn khác. Ví dụ như là như tôi nói luôn, trong ban điều hành thì hiện nay thì chắc các vị biết là năm rồi chúng tôi có bổ nhiệm thêm chị Hiền, thì hiện nay ban điều hành 3 người thì là có mỗi tôi là nam, là hai thành viên là nữ. Thế còn về các cái liên quan đến hội đồng quản trị thì tôi nghĩ rằng là cái này chắc là anh Long trả lời là cái nam, nhưng mà tôi nghĩ là hội đồng quản trị thì nó liên quan đến vấn đề về nhu cầu về nhân lực thôi, tức là cái thành viên nó đáp ứng được cái vấn đề về cái nhu cầu của khác chúng ta đã thực hiện được đó, chứ ta không giới hạn nam hay nữ. Thưa quý vị đại biểu, là cũng sắp đến cái phần bầu thì có lẽ trong cái chương trình thì tôi cũng nói qua là theo quy định của công ty đại chúng nhá, theo quy định của công ty đại chúng thì thành viên hội đồng quản trị là phải có các thành viên hội đồng quản trị độc lập. Thì tại sao trước thì chúng ta chưa làm, bởi vì bên Hòa Phát chúng ta bình thường làm thì cẩn trọng xem xét nhiều góc cạnh của vấn đề, chứ còn thương đại biểu mà chỉ bầu cho nó có thì rất là đơn giản. Bởi vì sau xong quá trình lựa chọn ấy thì cái tiêu chí của tôi đơn giản thôi ạ. Tiêu chí là những người mà thành viên hội đồng quản trị cũng xin báo cáo với đại hội là rất là nhiều ứng cử viên này. Cá nhân tôi điện thoại tôi nhận được rất nhiều đề cử, tự đề cử có, đề cử có, đề xuất có, hứa hẹn có, mong các thứ thì tôi cũng chết. Thay mặt đầu tiên là thay mặt cho hội đồng quản trị thì tôi xin cảm ơn những đề cử, xin cảm ơn những người từng đề cử, như thế là thể hiện trách nhiệm.
hiện rất là cao, và dưới góc độ của đấy thì uy tín của tập đoàn Hòa Phát đang rất cao, thế nên là họ mới đăng ký vào đây. Thế sau quá trình mà lựa chọn đề cử thì chúng tôi ra thấy rằng là cái phần đóng góp cho thành viên đoàn quản trị độc lập ý, thì đây là cá nhân tôi nghĩ có thể cũng có thể sai, tức là họ có thể không cần giúp quá nhiều trong cái phần điều hành sản xuất, nhưng họ giúp cho những cái phần về đường lối phát triển, về cái tìm tòi những cái sản phẩm mới và cái đường đi những bước về nhân sự, về con người ý. Thì tôi cũng sau nhiều vòng tuyển chọn thì chúng tôi cũng mạnh dạn chúng tôi chọn được hai cử viên, thì thứ nhất là anh Vũ, thì thứ hai là anh Khánh. Anh Vũ thì tôi cũng nói qua, trước đây đã từng làm ở tập đoàn Pháp, sau đó là do có điều kiện cá nhân thì anh cũng dừng lại tập đoàn. Thế nhưng mà anh Vũ thì là người tôi biết thì cũng có thể nhiều quý vị đây chưa biết, hôm nay tôi cũng xin giới thiệu luôn, thì anh Vũ là học cùng với tôi ở Đại học Kinh tế Quốc dân cách đây 40 năm rồi đấy. Anh Vũ là người là học chuyên toán rất là giỏi, giỏi thì không có gì phải bàn cả, thông minh thì, và quan trọng nhất là anh Vũ rất là hiểu biết, thì tôi nghĩ là anh Vũ vào sẽ giúp đỡ được cho, tuy có lớn tuổi chút xíu rồi, nhưng sinh năm 63 năm nay trên 60, nhưng anh Vũ sẽ đóng góp được rất nhiều cho cái kinh nghiệm. Thế còn thành viên của đồng bằng chính thai là anh Khánh, thì anh Khánh là học đại học Ngoại thương. Anh Khánh hiện nay thì đang kinh doanh ở cái mảng bất động sản. Thì lớn chi tiết nếu mà có ai cần hỏi thêm thì tôi nghĩ là cái mà tôi nghĩ là anh Khánh sau khi trình bày thì anh Khánh có thể giúp được cho tập đoàn rất nhiều là các bạn cái thông tin về thị trường bây giờ nha. Không những thị trường bất động sản mà thị trường hàng hóa rồi các vấn đề khác, anh Khánh cũng là ngoại thương ra. Thì tôi nghĩ rằng hai ứng cử viên đó tất nhiên nói lại là như thế, có thể vẹn toàn tròn trịa mọi thứ thì không thể, nhưng mà tôi nghĩ rằng hai ứng cử viên, hai thành viên này bàn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các đường lối của tập đoàn. Cũng xin giới thiệu như vậy. Còn vừa nãy tôi có ra ngoài thì các bạn nói lại chắc là có chị hỏi rằng là hai thành viên đoàn quản trị nữ đúng không ạ, thì không, tôi cũng xin báo là không có gì phân biệt đúng không ạ, tại vì Hòa Phát thì nếu mọi người thấy ra thì tầng lớp cán bộ lãnh đạo cấp cao đó, thì lại nữ chiếm rất là cao, bởi vì tập đoàn chưa được sản xuất thép mềm nặng. Thì như tôi vẫn nói vui đấy, bình thường là tôi không có đòi hỏi gì cả, nhưng mà tôi đã nhiều lần tôi đòi hỏi, tôi nghĩ rằng là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì nên thưởng cho cá nhân tôi, kêu vẫn chưa được bình đẳng giới, thế tại vì tôi rất là tôn trọng chị em. Thế nhưng mà lần này là do cái điều kiện là cái đặc thù thì thôi, chứ không hề có cái sự phân biệt là sao, không chọn các anh nhưng mà chỉ là nữ đấy. Thế xin trả lời mời. Em có một câu hỏi nữa dành cho chủ tịch là alo, với cái điều kiện nếu mà kết quả sản xuất kinh doanh ấy mà đạt theo cái kế hoạch của tập đoàn thì cái quan điểm cá nhân của chủ tịch về cái việc sử dụng cái lợi nhuận, ví dụ như là được 10 đồng thì là sẽ sử dụng tái đầu tư bao nhiêu đồng và chia cho cổ đông bao nhiêu đồng, đấy là quan điểm cá nhân thôi. Quan điểm cá nhân của chủ tịch thì là sẽ... Thế thì tôi trả lời luôn, đầu tiên là phải quý vị cổ đông còn tham gia vào cổ đông Hòa Phát thì quý cổ đông nên theo như vậy. Đầu tiên mình phải khẳng định là ưu tiên đặc biệt cho phát triển, đấy là quan điểm cá nhân thôi. Sau đó là ưu tiên cho sau đó phần còn lại mình dành cái nguồn lực để chia cho những người góp vốn, tức là mình vẫn nói câu là người có công người có của. Như vậy thì cái quan điểm của tôi nghĩ cũng không có gì mới đâu, tức là ưu tiên cho đầu tư phát triển nhưng mà một cách hợp lý, và phần còn lại là cũng suy nghĩ đến để chia cho cổ đông cái tiền. Nhưng mà tôi chắc là bạn chưa tham gia vào Hòa Phát từ lâu, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu ai tham gia lâu thì biết, tức là đấy là chúng ta nói về chia cổ tức bằng tiền mặt thôi, còn hàng năm chúng ta vẫn chia cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ phiếu Hòa Phát thì chỉ có từ tốt đến tốt thôi mà, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái đường lối nhất quán, không có gì thay đổi cả. Cá nhân tôi hay thế, không có một cái điều gì riêng, không có một cái gì mà phải kín đáo hoặc là giấu giếm, thì tất cả mọi thứ đều rõ ràng minh bạch, đặc biệt là vấn đề tiền. Trước sau tôi vẫn quan tâm vấn đề tiền, vấn đề vốn minh bạch rõ ràng, đấy chiến lược là như vậy. Ý kiến cá nhân tôi cũng là như vậy. Xin cảm ơn. Kính thưa anh Lâm cùng các anh trong ban lãnh đạo, tôi có ba câu hỏi như sau. Thứ nhất đấy, chúng ta đã biết rằng Hòa Phát là một cái doanh nghiệp lớn và rất lớn ở Việt Nam, và cái mức thâm dụng vốn ấy rất là lớn. Ví dụ riêng cái xuất phát 2 đã sử dụng đến gần 100 ngàn tỷ, và rõ ràng là với cái đầu tư lớn như thế thì
thì tập đoàn phải sử dụng nguồn vốn tự có và dựa rất lớn vào nguồn vay. Và một khi một doanh nghiệp mà sử dụng nguồn vay nhiều thì cái rủi ro về tài chính, ví dụ như là tỷ giá nó tăng rồi, là cái lớn. Thì rất mong là anh Lâm chia sẻ xong cái cách quản trị rủi ro tài chính cho Hòa Phát như thế nào. Bởi vì là cổ đông của Hòa Phát ấy, tôi nghĩ mọi người đều xác định rằng phải đi dài lâu. Thế nhưng mà dài thì nó cũng phải có thời hạn. Thế cho nên là làm sao, và nếu ta đầu tư nhiều thì ta sẽ không có một tài chính để làm những việc khác. Ví dụ là để chia cổ tức chẳng hạn. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, tôi nhớ rằng cách đây vài năm thì anh Lâm có nói một câu rất là hay trên đại hội cổ đông ấy. Đó là không ai có thể cứ làm giàu bãi được thép được. Và như vậy là phải đa dạng hóa. Và trong đại hội năm ngoái thì tôi cũng có khoảng một câu. Thì anh Lâm cũng cho biết là cái tỉ trọng của cái hướng kinh doanh mà nằm ngoài thép ấy, thì nó rất là nhỏ. Đâu đó là 5, cùng lắm là 10%. Và tôi hoàn toàn ủng hộ cái chiến lược là tập trung vào thép và tập trung vào những cái loại thép chất lượng cao trong tương lai. Và thép chất lượng cao thì cũng đòi hỏi đầu tư rất nhiều, như là đoàn chủ tịch vừa mới cho biết. Thế như vậy là những cái ngành ngoài thép cái thị trọng nó nhỏ mà, thì liệu chúng ta có nên duy trì hay không, hay là đến lúc nào đó thì Hòa Phát có thể ví dụ bán một bước đi chẳng hạn. Thế là ý thứ hai. Và cái ý thứ ba nữa, một cái trào lưu khá là lớn hiện giờ, đó là chuyển đổi số và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Thì Hòa Phát mình mặc dù không phải là một cái doanh nghiệp về công nghệ thông tin, nhưng tôi cho rằng là doanh nghiệp lớn như thế thì chắc chắn là phải ứng dụng cái chuyển đổi số và AI. Thì chúng ta đã làm được gì và chiến lược của ban lãnh đạo về vấn đề như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn anh Lâm. Hết sức cảm ơn câu hỏi rất là tâm huyết của anh. Thế thì tôi xin nói câu hỏi thứ ba trước ấy. Thì cũng xin đồng hành và chia sẻ với anh là không những chúng ta thế nào mà chúng ta rất quan tâm và chúng ta cụ thể hóa quan tâm là cái việc chuyển đổi số. Thì tập đoàn của chúng ta có hẳn chiến lược về chuyển đổi số. Và về mặt hành chính ấy, báo cáo với anh luôn là chúng ta có cả ban chuyển đổi số. Đây thì có lẽ anh Tạc nói ba, thì cái đấy thuộc phần ban điều hành. Có ba, có một, có hai, tôi sẽ trả lời. Thì về chuyển đổi số thì chúng tôi nói luôn là cái này là với các doanh nghiệp như Hòa Phát thì là bắt buộc phải làm. Chúng ta cũng phải nói là chúng ta muốn làm mà không làm. Thế thì chuyển đổi số của Hòa Phát thì có hai mảng, thứ nhất là mảng quản trị. Hiện nay thì tất cả các cái vấn đề quản trị của Hòa Phát thì chúng ta đã có một cái lộ trình chuyển đổi số. Cái này chúng tôi cũng thêm đơn vị tư vấn để làm hẳn cái lộ trình trong vòng 5 năm, 10 năm là các cái sáng kiến số như thế nào và các bước chuyển đổi như thế nào. Tại vì mọi người biết rằng là cái chuyển đổi số thì nó có cái đặc thù là nói thì rất hay, nhưng mà khi triển khai thì có khi phải đến 80% các cái dự án chuyển đổi số là thất bại. Vì cái chuyển đổi số nó phải bao gồm, nó không phải chỉ là câu chuyện chúng ta mua một phần mềm mà chúng ta phải có cả vấn đề về mặt chúng ta phải chuẩn hóa các cái quy trình quản trị và chúng ta xây dựng các cái vấn đề về chuyển đổi số cho nó phù hợp với cái quản trị của Hòa Phát. Ở đây chúng ta cũng phải đâu yên tâm là hiện nay thì các cái chương trình về quản trị Hòa Phát đang chuyển đổi rất mạnh mẽ và có cái lộ trình năm nay chúng ta làm này, sau năm chúng ta làm cái này. Đấy thì là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai liên quan đến vấn đề về chuyển đổi số trong sản xuất. Thì hiện nay đặc biệt chúng ta có cái dự án Trung Quốc 2, thì mọi người biết rằng dự án Trung Quốc 2 chúng ta có quy mô như thế và cũng đi rồi. Chắc quý vị cũng đã lên các cái phòng điều khiển của các cái trung tâm của chúng ta rồi. Thì ở cái dự án đó thì chúng ta hiện nay chúng ta đã chạy cái chương trình về ERP, SAP ERP ở tại Trung Quốc 2 và tất cả các cái vấn đề về điều khiển, vấn đề về kiểm soát năng lượng thì chúng ta có các chương trình phần mềm và kiểm soát và cái đầu tư cho chuyển đổi số từ cái đầu tư chuyển đổi số ở tại bất cứ quả phát là rất là lớn, mỗi một năm chúng ta có tư cơ ở Việt Nam từ vài chục tỷ cả trăm tỷ cho cái việc chuyển đổi số. Mặc dù là nhiều khi nghe nó không, chúng ta không thấy rõ, nhìn thấy gọi là sờ thấy thế, nhưng mà cái chi phí chuyển đổi số cũng là một cái chi phí rất là lớn trong cái vấn đề đầu tư. Trong số này thì không biết là có cái quý cổ đông nào đi tham gia và tham quan được rồi. Nếu mà tham quan thì mọi người sẽ chứng minh như là anh Thắng nói, tức là cái việc chuyển đổi số trong sản xuất, trong điều hành này là một cái việc làm rất là quyết liệt, rất là bài bản của cái tập đoàn nha. Xin anh cứ yên tâm. Tôi nghĩ rằng là không có gì
mà có thể minh chứng tốt và rõ ràng mà mọi người đã quý quý cổ đông tham quan mọi người sẽ thấy cái gì và phát là đầu tư xứng đáng của việc nhưng mà cũng hoàn toàn chia sẻ và cảm ơn cái ý kiến của người của anh cũng là khó khăn đó. Cái việc mà áp dụng chủ số nhiều đơn vị là giữ đường nước đánh gian nan nhưng mà chúng ta quyết tâm là. Thế còn trả lời câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai thì cái lo lắng của anh thì đúng thôi, không có vấn đề gì cả các bạn. Chắc là tại vì anh là cũng nên tôi nghĩ có thể anh chưa đọc kỹ và tôi nói lại là cái Hòa Phát đầu tư vào Hòa Phát là một tập đoàn rất lớn. Năm 2022 thì chúng ta được công ty Việt Nam Report đã bầu đánh giá qua các chỉ số là Hòa Phát là đang là công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam và công ty lớn đầu đó thứ 5 thứ 6 toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Thì với cái quy mô lớn như vậy thì các đầu tư chúng ta lớn là tất nhiên thôi. Thế chỉ có cái này thì cũng báo cáo với đại hội, báo cáo với cá nhân anh thôi. Tức là bởi lại anh nói cái câu là vì đầu tư lớn thì vay lớn thì không phải các bạn. Rất hiếm, tôi nói lại là rất hiếm một công ty thép nói riêng về công ty công nghiệp nặng trong kinh tế và cái tỷ lệ chúng tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu để tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ chỉ khoảng 50% thậm chí dưới 50% thì rất an toàn. Nhưng mà chiều ngược lại là bản thân ban lãnh đạo Hòa Phát cũng bị ở bên ngoài người ta đang kêu là bảo thủ mà vay ít quá. Chắc là anh chưa đọc kỹ cái phần, nhưng tôi chỉ công bố đại hội là phần vay dưới 50% trên tổng đầu tư của công ty nhà xưởng và với tỷ lệ đó là rất hiếm trên thế giới đấy. Bình thường là người ta vay khoảng 70-80%, cứ có khoảng 30%. Đó là câu hỏi thứ nhất, anh để cho yên tâm. Nhưng mà bao giờ thế hai mặt của một hiện tượng thì với như vậy thì chúng ta sử dụng thì chúng ta ít sử dụng thì gọi là các công cụ tài chính hóa thì là chúng ta bị chê thôi, không tận dụng tài chính. Còn mặt thứ hai của anh nói là tái cơ cấu ấy, thì ngày hôm nay thì chắc là tôi thông báo lại lần nữa để cho mọi người biết ngày hôm nay là Hòa Phát chia rất rõ trong chính là một việc của chuyển đổi số này và chúng ta chia thành các tổng công ty rất là rõ ràng. Thứ nhất là tổng công ty gang thép chính là quả đống thép và chiếm đâu đó khoảng 70-80% cái năng lực của tập đoàn thì là chuyên sản xuất thép gọi là thép thỏi theo nguồn sản xuất thép xây dựng có tên coi. Còn thứ hai là tổng công ty ống thép và các sản phẩm thép gọi là tổng là làm ống thép, làm tôn mạng màu, làm thép dư ứng lực và sau này còn làm thêm một vài sản phẩm khác. Đấy, thì sản xuất container đấy là những mặt đấy thì cái mặt đấy là tổng công ty thứ hai. Tổng công ty thứ ba của chúng ta là tổng công ty về đồ gia dụng. Thì như đại hội cổ đông lần trước thì tôi nói đấy thì bây giờ chúng ta đang sản xuất những đồ gia dụng thì chúng ta làm hai việc, một là đáp ứng nhu cầu của thị trường đang tăng rất là nhanh. Thứ hai là như đại hội năm ngoái thì tôi năm kia thì tôi cũng nói với quý cổ đông là để chúng ta hứng cái chuyển dịch để bây giờ là cái chi phí đầu tư ở những nước như họ cao quá nó chuyển dịch dần Việt Nam hướng Việt Nam đó và về chiến lược thì không có gì thay đổi, cũng phấn đấu một ngày nào đó đưa cái tổng công ty đồ gia điện máy của Pháp sang thành một công ty lớn trên thị trường Việt Nam. Còn cái tổng công ty tư là tổng công ty về sản xuất nông nghiệp thì vừa nãy cũng đã đề cập rồi, chúng ta cũng lấy mặt hàng nhá, thức ăn gia súc, chăn nuôi bò, chăn nuôi gà và chăn nuôi heo thành mặt hàng cơ bản. Đấy thì và thứ tư là tổng công ty về bất động sản xây dựng nhưng mà chú trọng nghiệp. Thế thì trả lời câu hỏi của anh thì một ngày nào đó thì trước mắt là chưa. Nó có hai câu hỏi rất quan trọng, hai vấn đề rất quan trọng chúng ta phải giải quyết. Một là trong thời gian tới tôi vẫn nhắc lại là phải tập trung toàn bộ nguồn lực về nhân lực, vật lực, tài lực, con người, vốn liếng để cho hoàn thành Phú Quốc 2 hoàn thiện và làm tốt bản thép của mình, đặc biệt là bản thép ở chất lượng cao thì thấy là nguồn lực rất lớn. Nguồn lực đây là ý là nhiều, không chỉ có tiền không con người và sức lực thôi. Thế thành ra là trong trước mắt ngắn hạn 5-10 năm thì chưa có phát triển lớn gì. Nhưng đấy là nói đi ạ. Nói lại thì trong ngắn hạn này thì cá nhân tôi và đồng quản trị chưa có quyết định là sang riêng cái bảng này cho đơn vị khác. Tại vì suy cùng nó nhiều vấn đề đã. Thực ra các tổng công ty còn lại họ đều làm tốt, họ tự nuôi sống được nhau. Tất nhiên tỷ trọng không lớn của tập đoàn nhưng mà vấn đề an sinh xã hội nhá. Còn vấn đề con người thì thành ra cố gắng duy trì tốt của mình thì trả lời câu hỏi là trong ngắn hạn thì cũng chưa có ý định chuyển bán những bản ra cho đơn vị khác. Thế là lý do cơ bản đấy, yếu tố an sinh, yếu tố con người, yếu tố cán bộ nhân viên
cũng báo cáo với cả đại hội là ngày hôm nay, nếu mà theo báo cáo của chúng ta là toàn tập đoàn chúng ta là có trên 30.000 cán bộ nhân viên trải dài trên 20 tỉnh thành phố ở Việt Nam. Hàng năm thì đấy thì doanh thu lợi nhuận thì quý vị biết rồi, tôi chỉ bổ sung thêm là chúng ta giải quyết công ăn việc làm này cho 30-40 con nghìn người sản xuất trực tiếp và hàng trăm nghìn người ăn theo gia đình Việt Nam, thì cái đó thì trong cái việc giải quyết của mình thì mình phải ăn xin đi. Hơn nữa cái đóng góp của phát tương đối lớn, chúng ta sẽ đóng góp giao dịch giao động từ 15-20 nghìn tỷ đối với sách hàng nước một năm. Quý vị thì hiểu đơn giản thì so với những tỉnh thì nó tương đối với những tỉnh thứ 20-25 thì đó của Việt Nam ấy. Thì mình làm rất là nhiều việc như thế, thì đang ở trong cái cục trước mắt ngắn hạn thì xin cũng báo cáo, nhưng tôi quên chưa báo cáo thì ngoài cái doanh thu là quý một thì quý một của Hòa Phát chúng ta đột ngân sách của nhà nước là trên 4.000 tỷ. Thì dưới cái góc độ đấy thì chúng ta cũng tự hào, chúng ta cũng đóng góp cho đất nước. Thì cũng là xin trả lời câu hỏi, tôi nói hơi dài nhưng mà bởi vì nó là cái vấn đề tôi nghĩ là quan trọng để trao đổi với bạn. Có một câu hỏi của bạn thì như nhiều lần tôi đã phát biểu rồi, tức là với những cái tập đoàn sản xuất lớn không như Hòa Phát chúng ta mà nhiều cái tập đoàn những kinh nghiệm trên thế giới chúng ta nhìn thấy vào tại Việt Nam ấy, đa ngành là xuống không thể thay đổi. Thì ngày hôm nay tại đại hội này tôi vẫn nói rằng là đa ngành là không có gì thay đổi cả, các chiến lược của Hòa Phát không có gì thay đổi, nhưng đấy là chiến lược. Còn về sách lược, rất nhiều người đang bị nhầm lẫn về sách lược thì ở từng thời điểm cụ thể, ở từng cái thời gian cụ thể thì mình có những bước đi thích hợp. Thì cũng xin báo cáo một lần nữa đại hội để có những cái câu hỏi ý của đồng không hỏi thêm nữa. Ở thời điểm ngắn hạn này thì cũng là đang khó khăn phải dồn toàn lực cho sản xuất thép, thành ra là chúng ta chưa có mở rộng thôi, còn chiến lược đa ngành là không có gì thay đổi. Thế thì câu hỏi thì các cổ đông cũng đưa ra nhiều rồi, chỉ có một chút nữa thì tôi cũng quan tâm muốn thêm thông tin đấy, tức là cái mảng sản xuất container của mình á, thì cũng mấy năm trước thời Covid do là khó khăn, còn thuê container rất là giá rất là cao và khó khăn, bởi vì nó cũng bị ách tắc ở các cảng do cái lưu thông nó khó. Thì mình cũng đặt ra, nêu ra cũng đúng thôi. Hồi là chủ tịch có nói là ta sản xuất thép thì cái đấy là sản phẩm mà bây giờ nó lưu khó như thế thì ta đến hành làm tóm lại như vậy thì tôi thấy là cũng rất là đúng thôi. Thì bây giờ cũng chỉ muốn hỏi lại là tình hình nó có thay đổi, tất nhiên cũng chiến tranh nó nọ cho kia, nhưng mà cái mà ách tắc vì cái Covid ấy, thì không còn nữa, thì liệu rằng là cái tiêu thụ của mình á, nó có thuận lợi không, mức độ như thế nào. Thế thì cũng năm 2023 thì mình thấy nói rằng mình cũng đã có những cái sản phẩm đầu tiên cũng trong container rồi, thì cái giai đoạn là thì nói giai đoạn một ấy, thì cái công suất đấy đến 200.000 đúng không ạ, 200.000, và nếu mà hoàn chỉnh thì 500.000 container thì phải chăng đến giai đoạn một năm 2024 đã đến hết giai đoạn một chưa, hay là còn phải vài năm nữa. Và khi mà nó nhiều như vậy thì cái khả năng tiêu thụ ấy có mình có vướng mắc gì không, xin hỏi về thêm thông tin cái phần ấy rồi ạ, xin hết ạ. Hay là cảm ơn chị muốn hỏi về cái sản xuất container đúng không ạ. Còn như là nhìn thực ra thì cũng xin báo cáo với đại hội là sau mấy năm mà dịch Covid thì cái quá trình sản xuất đặc biệt là vấn đề vận tải, vấn đề giao thông liên lạc thông tin đi lại nó khó khăn, thành ra là cái việc xây dựng nhà máy nó cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Nhưng mà cũng xin vui mừng báo cáo là đến hết năm 2023 thì cơ bản là chúng ta đã hoàn thành lắp ráp toàn bộ dây chuyền đi vào chạy vận hành chạy thử. Thế thì cũng xin báo cáo đại hội là chúng ta sản xuất container, tôi nhắc lại thôi ạ, không có gì mới, là chúng ta là có cái tầm nhìn 20-30 năm, chứ không phải chúng ta thấy là do sốt container nên chúng ta sản xuất, thì sản xuất công nghiệp nặng nó rất là khó. Thì cũng xin báo cáo với đại hội là đang năm 2024 thì chúng tôi đang kiện toàn chạy thử cho nó trơn tru tất cả các thứ và đẩy cái năng suất nó lên. Thì từ năm 2025 hy vọng khi đồng thời cùng với ở Dung Quất 2 ra sẽ sản xuất được cái nguyên liệu của container thì chúng ta sẽ đẩy mạnh cái việc bán hàng. Thì chỉ có xin báo cáo lại với chị đơn giản là hết 2023 sau rất nhiều khó khăn trở ngại thì chúng ta đã hoàn thành xây dựng cơ bản nhà máy, và bây giờ chúng ta đang đi vào vận hành thử. Và vì đây là cái sản phẩm khó, yêu cầu chất lượng cao và nói thật là nó rất là mới,
Thế thành ra là chắc là phải mất 1-2 năm để chúng ta hoàn thiện cái việc đấy. Thế nhưng mà xin đại hội yên tâm là chúng ta đã làm ra cái gì rồi thì chúng ta sẽ quyết tâm làm bằng được, làm đi đến đích, làm đi thành công thì thôi. Đấy, có ý như vậy thôi. Đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin phép có một câu hỏi gửi đến đoàn chủ tịch như sau. Câu hỏi nó liên quan đến cái nhiều yếu tố, trong đó có cả cái chính sách bán hàng hoặc là cái chính sách phát triển sản phẩm. Thì tôi thấy hiện nay có cái biến động trên thế giới rất lớn liên quan các cuộc chiến như là Nga, Ukraine hoặc là giữa Israel với Hamas. Thì tôi thấy là trong những cái cuộc chiến như thế, theo cái thông tin đại chúng ấy, thì mỗi một ngày trôi qua thì nhiều tấn vũ khí là bị phá hủy. Cùng lúc đấy thì mỗi một ngày trôi qua thì thành phố làng bản đều bị phá hủy rất là với tốc độ rất là khủng khiếp. Thế thì nó dẫn đến hai thứ. Một là trong tương lai cái việc mà ngay cả bây giờ thôi, khối phương Tây cũng đẩy mạnh cái vấn đề sản xuất vũ khí, mà như chúng ta đã biết thì cái sắt thép ở trong cái đó là một cái vật liệu cốt yếu. Thứ hai nữa là với cái sự phá hủy của làng mạc của thành phố thì trong tương lai không sớm thì muộn cuộc chiến nó sẽ kết thúc, nó dẫn đến cái việc là cái sự tái thiết. Đấy, thế thì tôi cũng có một câu hỏi là không biết trong cái chính sách của bán hàng của tập đoàn thì mình có những cái sự chuẩn bị ví dụ về chứng chỉ, về tiêu chuẩn hay là về các cái định hướng về sản phẩm để có thể phục vụ cho những cái công nghiệp tái thiết và cái công nghiệp vũ khí như vừa rồi hay không? Xin cảm ơn. Tôi xin trả lời nhất là chắc là chúng ta không trong chung đời là vì có chiến tranh thì chúng ta bán được thép, nên là tôi nghĩ là cái đó nó chỉ là vấn đề gọi là cái những cái biến động chính trị của thế giới thôi. Thế còn về cái bán hàng, tôi nghĩ rằng là cái việc bán hàng thì chúng ta luôn luôn chuẩn bị cho công tác bán hàng, và cái bán hàng chúng ta là cho tất cả thị trường. Ở đây chúng ta nói luôn là với ngành thép thì các sản phẩm thép thì khi đi các thị trường thì tùy các thị trường, nhưng mà đa phần trong thế giới hiện lớn thì đều có các chứng chỉ. Và hiện nay thì cũng nói luôn là các quý vị là gần như các cái thị trường mà họ phát đảm bảo chúng ta được cái chứng chỉ, những cái chứng chỉ rất là khó, như là xe Bắc Kinh là cái chứng chỉ của EU, là một chứng chỉ mà cũng không nhiều các doanh nghiệp thép, chỉ doanh nghiệp thép lớn thì chúng ta mới làm được cái chứng chỉ đó. Hay là các thị trường như là thị trường Indo, thị trường Malaysia, thị trường nhiều các chứng chỉ. Thì hiện nay với cái việc bán hàng của khác thì chúng ta đang có một cái chiến lược về bán hàng khi mà xuất khẩu ra để chúng ta xuất khẩu. Mặc dù chúng ta chú trọng chính thị trường điện, nhưng mà với một cái lượng lớn như thế bắt buộc chúng ta phải xuất khẩu. Thì hiện nay cái ban bộ phận xuất khẩu của Liên Hợp Quốc, chúng ta đang làm tất cả các chứng chỉ cho các cái thị trường mà chúng ta đang xuất khẩu và những thị trường dự kiến sắp tới chúng ta xuất khẩu. Nhưng mà điều quan trọng đầu tiên là vấn đề là các cái chất lượng thép của chúng ta là đạt được các cái yêu cầu đó, thì hiện nay chúng ta đều cũng đã chuẩn bị. Câu hỏi. Được biết là HTG cái Formosa đã được đưa yêu cầu trừng và giá với thép bán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc. Vậy thì mong các ông cho biết là mục đích cơ sở và diễn biến vụ việc cho đến nay như thế nào ạ? Thứ hai là quan điểm của Hòa Phát về vấn đề này ra sao? Bởi vì như được biết thì cái đề nghị này của Hòa Phát gặp phản ứng rất là dữ dội từ các doanh nghiệp ngành thôn mạng, thậm chí là có những doanh nghiệp còn cho rằng HPG không đủ tư cách pháp lý để nộp đơn đề nghị điều tra, vì HPG cũng có các công ty con nhập khẩu HRC từ Trung Quốc trong giai đoạn tính biên phá giá và thời kỳ giảm thiệt hại. Có hai câu hỏi. Vâng, thì tôi xin trả lời. Thứ nhất là sau một cái quá trình cái lượng thép như cách đây buổi đầu tôi đã phát biểu đấy, cái lượng thép nhập khẩu của nước ngoài và lớn quá, thậm chí nếu mà không có các biện pháp thì gây ra những cái mối nguy rất lớn đè bẹp sản xuất trong nước. Thì trên cơ sở các cái hành vi mà nhập khẩu một cách ồ ạt các sản phẩm thép ấy, thì Hòa Phát không sao thì đã gửi cái kiến nghị chống bán phá giá. Thì trước hết thì tôi phải khẳng định là cái kiến nghị về việc điều tra về chứng minh giá nó rất bình thường, nó xảy ra hàng ngày thường xuyên tại nhiều nước trên thế giới. Cụ thể là Việt Nam chúng ta đang đối diện rất nhiều các nước mà khi chúng ta xuất khẩu hàng vào thì đang đối diện với các hành vi điều tra chống bán phá giá. Thì cái câu hỏi thứ nhất thì xin trả lời chị là hiện nay là bên đơn của chúng tôi đang gửi rồi, chắc đang trong quá trình thẩm định của cái cục quản lý cạnh tranh của công thương. Thế thì trong cái quá trình thẩm định như vậy thì chúng tôi cũng chờ đợi thôi, chứ cũng không biết nói cái điều gì. Còn thứ hai là về cái quan điểm thì chắc là hoặc là chị đến muộn là chị tôi đấy, tôi nói rất rõ đấy, tức là mình phải nhìn cái tổng thể. Tôi cũng xin chia sẻ với đại hội
chia sẻ với mọi người, không một nước nào tôi nói là một nước chấp nhận cái việc mà lượng sản xuất khi trong nước đã đầu tư rất lớn để sản xuất thép như vậy, nói riêng một sản phẩm khác nói chung, mà lại để cho nước ngoài nhập khẩu với lượng hoàn thậm chí còn lớn hơn. Đấy, xin báo cáo đại hội, tôi chỉ nói số chắc có thể nói. Trong năm 2023, là cái kỳ điều tra này, trong năm 2023 này, tổng sản xuất thép của Hòa Phát Formosa là 6,7, tôi phải nói 6,7 triệu tấn, thì tổng lượng nhập khẩu là 9,6 triệu tấn. Mọi người tôi xem, mà trong khi đấy tôi chỉ thấy ra hai công chứng rất là rõ ràng, mình làm ngay nên mình so sánh ấy. Với những nước phát triển như nước Mỹ, cái lượng thép nhập khẩu mà chỉ bằng 10% thôi ạ, họ lập tức không những áp ngay thuế chống bán phá giá mà còn áp luôn cái điều 232 của 20 quốc gia để bảo vệ sản xuất thép trong nước. Đấy thì quan điểm của Pháp như vậy. Thế còn trong quá trình điều tra thì quan điểm của tôi thôi, cái chuyện mà thứ nhất mình khẳng định là cái việc mà Hòa Phát Formosa khởi kiện là khởi kiện các công ty thép từ Trung Quốc và Ấn Độ bán phá giá vào Việt Nam về lượng cũng như là về giá, chứ chúng tôi không có khởi kiện với các công ty trong nước cả. Đấy, cho nên là đang có sự nhầm lẫn. Và thứ hai là chia sẻ bản thân khối các công ty sản xuất tôm vàng màu, vì Hòa Phát cũng sản xuất tôm vàng màu, thì cái suy nghĩ của họ thì tôi nghĩ cũng là bình thường thôi, một cái phản ứng rất là tự nhiên. Thế nhưng mà bây giờ họ cũng nói những cái chuyện này những khác thì khó quá, thì không được thành một đôi co, và quan điểm của Hòa Phát là không đôi co. Quan điểm của Hòa Phát là tất cả mình đang cửa công, mọi thứ phải là điều tra nó rõ ràng. Ở đây thì tôi xin chú thích thêm cái này là, không biết là chị có đại diện cho những nhóm đó không, nhưng mà tôi muốn nói thế này: tất cả lý luận của những cái đơn vị mà nhập khẩu ấy, họ có nhiều lý luận. Thế và lý luận họ theo như họ nói nhé, đều đúng hết, không có gì sai cả, không bán phá giá, không lượng không. Nhưng mà họ cố tình họ bỏ qua một cái điều: nếu anh đứng thế thì tại sao anh lại phải sợ việc khởi xướng điều tra? Nếu tôi là họ thì tôi tập trung, tôi phải đề nghị khởi xướng điều tra chứ. Vì việc khởi xướng điều tra họ đúng rồi thì tốt quá, thì chính phủ sẽ không áp, bộ công thương sẽ không áp thuế cho anh bán ra nữa. Đây họ rất sợ, rất sợ khởi xướng điều tra. Thì phần còn lại thì các quý cổ đông tư này đánh giá, thì chắc là tôi chỉ nói đến như vậy thôi. Cũng là C. Với thép của Hòa Phát và thép của Formosa thì có lợi thế gì so với cho khách hàng trong nước và đối với hàng quốc tế mà yêu cầu là sản xuất tại một quốc gia? Lợi thế rất cơ bản là chúng ta có xuất xứ. Tôi vừa nói là gì? Toàn bộ cái hàng, các sản phẩm sau thép xuất khẩu hiện nay đều có xuất xứ tại cái nước sở tại. Tôi thực cái đấy không thể biết ra. Không, ý hỏi là về Formosa và Hòa Phát nếu sản xuất trong cùng ở Việt Nam thôi. Thì thép Hòa Phát, HRC Hòa Phát có lợi thế gì so với thép của Formosa? Chúng tôi công nghệ nó tương đương nhau thôi, không có gì đặc biệt cả. Cả Hòa Phát, Formosa thì đều dùng máy móc thiết bị công nghiệp của G7 châu Âu, của các công ty mà sản xuất máy làm thép tốt nhất nhì thế giới. Bây giờ Hòa Phát, phần còn lại không phần điều hành. Dạ em kính chào ban chủ tọa, em là Lê đến từ Mỹ Kim ạ. Thì em thấy là những cái kết quả kinh doanh vào nửa cuối năm ngoái và đặc biệt là quý 1 năm nay nữa thì nó rất là tích cực. Bên cạnh cái sản lượng thì đã đẩy mạnh gần như là full công suất của mình, thì em thấy cái lượng tiêu thụ rất là tốt. Khi mà em theo dõi cái diễn biến giá bán và diễn biến giá đầu vào thì em cảm nhận là cái biên lợi nhuận của mình đang tốt hơn so với cái mặt bằng của thị trường luôn ạ. Thì em muốn hỏi là không biết là trong cái giai đoạn vừa rồi Hòa Phát có những cái phương thức nào để mình có thể giảm cái chi phí đầu vào không? Ví dụ như là thêm nguồn quặng hay là tăng cái sự hiệu quả hoặc là những cái thị trường mới. Theo em biết là xuất khẩu đã rất là tốt, thì những cái thị trường xuất khẩu cái biên lợi nhuận nó có tốt hơn hay không? Để giúp cho mình giữ được một cái biên lợi nhuận tốt như vậy trong cái tình hình thị trường không được tốt như thế ạ. Em xin cảm ơn. Cái này tôi xin trả lời. Thứ nhất là vấn đề về điều hành của nó, về điều hành rồi. Tức là việc đầu tiên là chúng ta, chắc các bạn theo dõi thì chỉ biết là trong cái quý 1 gần như chúng ta đã chạy hết công suất. Riêng cái việc chúng ta chạy hết công suất thì nó đã có kết quả. Chi phí các thứ thì mọi người biết là các chi phí khác được giảm. Cái vấn đề thứ hai là điều hành về công tác bán hàng.
chính là từ chúng ta cũng đẩy mạnh các mặt hàng của những thị trường khó. Trong cái khó đó chúng ta sẽ tìm thêm các thị trường mới. Đấy, trong đó kể từ trong nước đến xuất khẩu. Từ xuất khẩu ta đang đẩy mạnh vào các cái thị trường mới, các thị trường mà chúng ta có. Tại vì khi xuất khẩu được còn luôn là xuất khẩu nó khó trong nước cái này này, tức là để đi xuất khẩu được ấy, thì nó phụ thuộc nhiều vấn đề đó. Thế chúng ta phải hiểu thị trường đó nhu cầu người ta như thế nào, các cái chất lượng sản phẩm như thế nào, và thậm chí chúng ta phải làm những cái chứng chỉ để nó phù hợp với thị trường đó. Cho nên chúng ta phải công tác chuẩn bị, chúng ta đã làm cái đó từ năm ngoái rồi, năm nay chúng ta đang tiếp tục làm việc đó. Thế còn vấn đề thứ ba là liên quan đến vấn đề về nguyên liệu, chắc là vấn đề anh Long nói rồi, tức là trong cái công tác điều hành nguyên liệu chúng ta điều hành rất là linh hoạt. Thì chúng ta nguyên liệu chúng ta biết là cái biến động nguyên liệu năm nay thì tôi nghĩ rằng là cái biến động nguyên liệu nó sẽ ít hơn, trừ những cái gì quá đặc biệt thôi. Nó khác so với năm 2022, 2023 thì cái biến động nguyên liệu tương đối lớn. Thế nhưng mà chúng ta cũng đang quản trị nguyên liệu rất là tốt. Tuy nhiên cái nhìn này là nhìn nguyên liệu đang xuống thì chúng ta cũng tồn kho tương đối là tốt. Thì như vậy thì cái sản phẩm giá thành cũng sẽ gọi là nó sẽ phản ứng kịp thời vào cái thời điểm này. Tôi nói thì tôi xin bổ sung về cái việc mà kiện tổng ban phá giá ấy. Thì xin chia sẻ với cổ đông, cho cổ đông yên tâm là như này ạ. Tức là vừa rồi tập đoàn bên Hoa Sen và 19-12 doanh nghiệp có cái làm đơn nói rằng là cái việc mà tổng ban giá là không đúng ABCD. Thì trước hết là mình phải rất công bằng ạ. Chứ mình không thể cứ mình hát và mình khen mình hay đúng không ạ? Tôi mình nói tức là theo tôi, cá nhân tôi thì cái lo lắng đó cũng là chính đáng. Khi mà nếu mà sau cái điều tra mà có cái hiện tượng chống bán phá giá thì cơ quan nhà nước sẽ áp cái thuế bán phá giá, thì họ lo e ngại rằng là giá mới lên. Thì thứ nhất mình công bằng như này, thứ nhất là cái việc lo lắng của đơn vị cũng là bình thường thôi. Tôi nghĩ rằng không phải chỉ có nhóm các công ty sản xuất tôn màu màu, có thể nhóm các công ty sản xuất về đóng tàu, về thế này khác, người ta cũng sẽ lo lắng. Thì việc cái lo lắng của mình công bằng mà nói là lo lắng đó là chính đáng, là một cách rất tự nhiên, không có gì. Chứ chúng tôi không nhìn thấy mà chúng tôi nói là anh là thế này, cái kia không tôi bấm, chúng tôi không nói, chúng tôi không nhảy cổ cổ lên để nói chính xác cái gì như vậy. Đấy thì thứ nhất, thứ hai là hôm qua cái diễn đàn này tôi cũng muốn nói rằng là bản thân thì họ quá lo lắng, cái có thể họ có cái suy nghĩ nó chưa thấu đáo ở trong này. Nếu trường hợp mà điều tra có thuế chứng bán phá giá thì điều đó không có nghĩa là giá nguyên vật liệu họ nó coi sẽ đi lên đâu ạ. Tại vì hiện nay là Hòa Phát Formosa chỉ khởi kiện các công ty Trung Quốc bán, mọi người nghe thật kỹ, khởi kiện một vài công ty Trung Quốc bán phá giá chứ cũng không phải tất cả công ty Trung Quốc. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là Hot Bitcoin thì rất nhiều nước quanh chúng ta sản xuất. Đây cũng xin báo cáo mọi người, Malaysia cũng rất nhiều, Indo cũng đang chuẩn bị đi vào nhà máy lớn, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản đều sản xuất cả. Thế không có nghĩa là mấy liệu có thuế mà ông đòi bán giá cao thì lập tức hàng của những khác ta vào ngay. Đấy chính là cái điều mà có thể là họ cũng suy nghĩ nó chưa thấu đáo, mà họ nghĩ rằng là cái Trung Quốc là không phải đâu ạ. Tôi xin tại cái diễn đàn này tôi nói thôi, không có nghĩa là nếu mà có cái đề khác thuế chứng bán giá thì giá hot coin nhập khẩu nó lên, làm cho giá thành sản phẩm nó lên đi theo một loạt cái thứ nữa. Đấy thì tôi cũng muốn nói rằng là tất cả trước mọi hiện tượng chúng ta cứ bình tĩnh, tất cả cứ để đợi các cơ quan quản lý nhà nước, người ta sẽ có những phán xét công bằng rõ ràng. Và những phán xét đó về cơ bản tôi nghĩ rằng chưa biết chừng nếu mà có khi có cái thuế chống bán phá giá này thì cái ngành nguyên liệu nhập khẩu con nó còn thậm chí nó tốt hơn, nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ giá cả nó sẽ tốt hơn, chứ không phải là vì thế mà giá nó tăng lên đâu. Thì tôi cũng chia sẻ thêm về cái này, mới nói mấy cái phần kia thôi, còn nên tôi nói lại một phần là đối với cả những đơn vị mà gọi là chống lại cái khởi kiện thì thứ nhất là cái nhắc lại lần cuối cùng là cái suy nghĩ và cái bỏ thì cũng là chính đáng, là bình thường, là rất tự nhiên và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng, thì chúng tôi không vì thế mà chúng tôi nói xấu thì họ cả. Và cái thứ hai là tôi cũng gửi qua thông điệp thì cũng gửi cho họ rằng là mọi việc phải bình tĩnh, rồi là có khi có những cái điểm mà chúng ta giá thì thị trường trở thành ổn định hỗn loạn hơn. Tôi cũng xin báo cáo với đại hội là biết hết đấy, họ biết hết, chính vì biết họ nên đi tìm mới lâu tìm vết những cái việc lặt vặt, gọi là những cái mình dùng cái từ dân gian và từ mũi đốt, họ nhìn vào mặt thật cái lý này. Ngày hôm nay đến hết năm nay thì con số nhập khẩu của Trung Quốc sẽ là khủng khiếp, và hiện nay các công ty thép lớn của Trung Quốc
ở đây là nhiều quý vị biết, tôi chỉ có tên như Bảo Sơn, An Sơn là những công ty sản xuất đàng hoàng thép chất lượng tốt, họ cũng đang rất lo lắng về việc này. Không biết bằng cách nào các công ty thương mại và những thương mại có dùng đến đây, tôi cũng tiện nói rằng họ dùng các kỹ thuật để đạt được bán phá giá và chúng ta không biết. Và vô tình như thế là họ phá giá cả thị trường tại Trung Quốc, họ phá là lấy luôn cả các khách hàng của những công ty thép sản xuất Trung Quốc và sản xuất một cách là đàng hoàng minh bạch và cũng bị mất thị trường họ luôn. Đấy, vấn đề đó ở chỗ đấy đó, biết hết. Bây giờ mọi người muốn thì tôi sẽ bảo một phần ai ai về thôi. Ngày nào cũng có đơn hàng trung bình là cứ rẻ, giá bây giờ trung bình ví dụ là 550 đô một tấn thì họ trả luôn là 500, 490 thôi, chưa hiểu tại sao họ bán được như vậy. Còn đây cũng chia sẻ luôn là các đây là thông tin không chính thức nữa, chúng tôi cũng tìm hiểu thì bản thân các bộ ban ngành, các cơ quan quản lý nhà nước của Trung Quốc, đặc biệt hải quan Trung Quốc thì họ lại vô được một vài công ty, bản thân họ cũng đang rất đau đầu vì sao các công ty họ lại bán được phá giá như vậy. Thì cái việc này thì cũng xin thưa đại hội là khối các doanh nghiệp thép do ASEAN đứng đầu là người ta biết hết, người ta không biết hơn ta thôi, biết hết. Thì tôi tin rằng là chân lý thì chỉ có một, mọi người cứ bình tĩnh đợi cái sự phán quyết của cơ quan quản lý nhà nước thì cái việc là có bán phá giá hay không. Còn nếu tôi là họ, thậm chí tôi còn phải lên cục quản lý cạnh tranh yêu cầu khởi xướng điều tra ngay là xem có bị bán phá giá hay không. Đấy thì xin chia sẻ thôi. Bình thường tôi không được nói cái điều này nhưng có chị hỏi đến thì tôi nghĩ là bên vấn đề rất là nhiều quan tâm. Ví dụ như tối hôm qua là bà phát không đủ tư cách để các cái họ cứ nói những cái chuyện ở đâu đâu, họ không có nói cái việc là thép ồ ạt vào, lượng nhập khẩu lớn hơn lượng sản xuất trong nước, ồ ạt vào bè giá giết chết doanh nghiệp Việt Nam thì họ cũng nói. Thế trong khi đấy tôi đang học từ sản xuất 5 triệu tấn tôm mặn, nhập khẩu 500 nghìn tấn là 10%, quý vị nhớ không, nhảy cổ cổ lên âm gọi giá đi kiếm cho bạn ra ra. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự có những thông tin để tôi chia sẻ thì bất cứ phương châm là khó khăn nào cũng vượt qua, có thuế chúng bán giá không thì chúng ta vẫn sản xuất, chúng ta vẫn bán hàng. Khi mà giảm sửa và áp cái thuế chống bán phá giá thì cái vấn đề là năm 2023 nhé, chứ còn quý 1 này là 2 triệu tấn sản xuất và 3 triệu tấn nhập khẩu. Vâng, thì em cũng biết là cái phần nhập của mình chiếm rất là nhiều. Thì em muốn hỏi một chút là cứ giả sử như là cái thuế áp chống bán phá giá được áp và cái phần cung từ Trung Quốc bị hụt đi thì Hòa Phát cũng như các doanh nghiệp ở trong nước thì tự tin là sẽ chiếm được bao nhiêu cái phần hụt đi đấy? Dạ, đấy thì một câu hỏi rất hay, thì tôi tưởng quý cổ đông biết rồi, tôi không nói nữa. Việc điều tra này nó sẽ kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Đấy thì nó không phải áp ngay bây giờ đâu ạ, áp vào khoảng cuối năm 2025-26. Thì lúc đó nhá, xin báo cáo với đại hội nhớ hộ để mình các quý vị không phải là chuyên nghiệp mà. Tổng sản lượng hot coin của Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn một năm, tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 3-5%. Thì đến năm 2025 thì tiêu thụ cứ cho cao nhất là 12 triệu tấn. Thì riêng Hòa Phát sản xuất 8 triệu rưỡi tấn và Formosa sản xuất 5 triệu rưỡi tấn là 14 triệu tấn, hoàn toàn cover được cái việc tiêu thụ trong nước bằng kinh tân. Em xin cảm ơn ạ. Còn ai không ạ? Đằng nào cũng muộn rồi thì mình cứ nói cho rõ ràng, clear hết rồi đang. Em xin hỏi một câu hỏi liên quan đến cổ phiếu ạ. Cổ phiếu Hòa Phát thì đã hồi phục khá là mạnh thời gian qua, nhưng mà so với các những cái doanh nghiệp cổ phiếu các doanh nghiệp đầu ngành ấy thì thị giá vẫn đang rất là thấp ạ. Thì so với cái tiềm năng và quy mô và kết quả kinh doanh đã đạt được thì em muốn xin nhận định của anh về cái giống như nhận định có phải là cổ phiếu đang bị giá khá là thấp không ạ? Không ạ, năm nào cũng có câu hỏi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không, tôi phải tôi nói nhé, tất cả trên thị trường chứng khoán ta nói là không ai có thể làm được giá cổ phiếu Hòa Phát, nhưng mà nó quá lớn. Có cái từ tôi hai lần xin lỗi mọi người, nó bảo cổ phiếu Hòa Phát với tôi bây giờ cũng rất là nặng mông rồi, đúng không? Đấy, mọi người có tâm đấy. Thì thành ra là cái này do thị trường, các bạn phải thông cảm nhé. Tôi không thể, kể cả bạn bè anh em họ hàng vừa tôi hỏi là có lên mua lên bán không mà không bao giờ tôi trả lời này. Khuyên xong có xuống thì người ta phải chửi cho nên thôi, thôi. Biết lợi nhuận thì nó phụ thuộc vào tùy thời điểm mà từ những thời điểm thì thị trường thế giới nó nhu cầu nó cao hơn, ở thời điểm thị trường trong nước cao hơn thì chỉ có một điều xin trả lời của lúc là cổ đông yên tâm, bộ phận bán Hòa Phát rất là linh động, ở từng thời điểm sẽ có những chiến lược rõ ràng, có những sách lược rõ ràng.
chứ còn không thể nói là cụ thể phải là bao nhiêu, thậm chí có nhiều tiền chúng ta phải bán hòa bạn đâu, chúng ta vẫn bán mà, thì chúng ta giải quyết được cả hệ thống. Tại vì riêng báo cáo với đại hội là cái thép, sản xuất thép nó kinh lắm, cái tồn kho. Tôi không nói về tiền bạc nhá, vốn rất lớn, mà chỉ cần không bán được hàng đấy thì không có chỗ để mà để quặng, để than và để thành phẩm đâu, chứ không phải đơn giản. Còn cái này là chúng ta mua hàng long thơm theo kế hoạch, chứ không phải là những cái sản xuất nhỏ lẻ khác mà dùng đến đâu mua đến đấy. Thế bây giờ tháng nào cũng về một vài triệu tấn quặng, một vài triệu tấn than, mà chỉ hai tháng cũng bán hàng rồi thì hết trong, không còn chỗ nào để đẻ. Thế thì tàu động ngoài khơi thì phạt tiền hàng chết, tiền tàu chết. Thế thì xin trả lời với chị, trả lời tất cả mọi người biên lại luôn, tùy vào thời điểm. Câu 2, câu 3 thì phải trả lời cái câu 2. Về nguyên vật liệu thì tôi chỉ nói luôn, thứ nhất là nguyên vật liệu thì cơ bản là cái sản xuất HLC chúng ta yêu cầu cái nguồn nguyên vật liệu rất là tốt. Hiện nay thì các nguyên vật liệu chúng ta đều mua ở các cái công ty gọi là bán hàng đầu thế giới rồi. Và cái chất lượng nguyên vật liệu của chúng quân 2 thì nó cũng như quân 1 thôi, nó cũng không có gì khác. Đặc biệt là thiết bị máy móc chúng ta có thể cần tiền hơn, chúng ta để sản xuất ở những cái thép chất lượng cao hơn. Thế còn về lợi thế quy mô thì trong cái buổi gặp cổ đông ở tại Dung Quất tôi nói rồi, tức là với quy mô thì một người dùng đơn giản là lò càng to thì chi phí cái tiêu hao càng thấp. Thì hôm trước dự kiến đấy là nếu mà với cái giữa Dung Quất 1 và Hải Dương ta đã tiết giảm được khoảng độ chừng 10% cái chi phí than, và với Dung Quất 2 thì hiện nay điều hành cũng đang dự kiến nó sẽ giảm 100% nữa. Nên là chắc chắn là cái chi phí về nguyên vật liệu nó sẽ giảm hơn. Và ngoài ra các vấn đề liên quan đến nhân sự và các vấn đề liên quan đến các cái chi phí chung nó cũng sẽ thấp hơn. Thế còn về khấu hao thì chúng tôi dự kiến rằng là bắt đầu từ khi mà chúng ta làm một khu liên hiệp, cho nên chúng ta sẽ có rất nhiều nhà máy. Cho nên cái việc khấu hao chúng ta sẽ đưa vào dần từng nhà máy, tức là với nhà máy nào đủ điều kiện chúng ta sẽ đưa vào khấu hao. Chắc chắn năm 2025 chúng ta sẽ bắt đầu khấu hao của chúng ta hai. Nên cái tỷ lệ và cái thời điểm chúng đưa vào. Thế còn số A số 2 thì nghĩ cũng như số 1. Em xin được gửi đến ban lãnh đạo một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề tỷ giá. Thì mặc dù đây là cả yếu tố khách quan, tuy nhiên thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến Hòa Phát, đặc biệt là tỷ trọng xuất khẩu của Hòa Phát bây giờ là gần 30%. Và theo như tôi được biết thì Hòa Phát có dùng một số sản phẩm hải sinh để phòng vệ, tuy nhiên thì chưa có hiệu quả. Thì không biết là ban lãnh đạo đã có những cái kế hoạch như thế nào cho cái kịch bản tiêu cực là tỷ giá tiếp tục tăng không ạ? Về cái bài toán tỷ giá, cái bài toán nó rất là linh động và nói ở nhiều thời điểm nó nói thật là cũng là khó. Vì hôm nay mình ngồi đây thì mình biết được sau 6 tháng cái tỷ giá nó bao nhiêu đúng không ạ? Để mà mình mua forward rồi mình mua bảo hiểm rồi này khác các thứ. Thế mà tôi chỉ có báo cáo với đại hội, ý như vậy tôi đã nói với em. Tổng số cái vay của chúng ta thì cũng hạn chế tối đa. Cái việc vay ở ngoài tệ thì chúng ta ngoài tệ nó có những rủi ro, đặc biệt rủi ro về tỷ giá. Thế còn với cái lượng vay chúng ta đến 31 tháng hết quý 1 này thì báo cáo đâu trong tổng số vay của chúng ta là chúng ta vay về đô là khoảng 400 triệu đô. Thế thành ra chúng ta phải chi làm dự phòng. Thì trong đó thì cũng xin báo cáo để đại hội vừa là biết vừa là vui mừng là cái bộ phận ban tài chính tập đoàn cũng rất là năng động, dùng rất nhiều biện pháp để phòng ngừa những rủi ro tỷ giá. Thế còn cái việc mà hiệu quả chúng ta sao đấy thì nó thể hiện trên kết quả kinh doanh. Cái này là một câu hỏi rất là vĩ mô thì nha. Chắc là tôi cũng chỉ có thể trả lời thế thôi, không thể chi tiết được hơn. Nhưng xin mọi người yên tâm, tức là sẽ làm cái gì có lợi nhất để làm, một là giảm thiểu rủi ro về cái chênh lệch tỷ giá vì nó lớn quá, và thứ hai là vẫn đảm bảo là cân đối hài hòa giữa cái tỷ lệ giữa vay bằng tiền Việt Nam và vay bằng đồng đô la Mỹ. Tôi xin báo cáo với đại hội như vậy. Trong tương lai thì mình có kế hoạch để tăng cái tỷ lệ vòng vay, tỷ lệ vay nợ hay không? Và câu hỏi thứ hai của em là hiện tại tiền gửi kỳ hạn ngắn của Hòa Phát rất là cao, thì kế hoạch sử dụng cái lượng tiền gửi lớn như này của mình là như thế nào? Thế thì tôi xin trả lời, thực ra đây là câu hỏi rất là hay và quan tâm đến chính quyền lời cổ đông, thì tôi cho là câu hỏi của bạn rất là hay đây. Tôi xin trả lời rất ngắn gọn thôi, tức là trong tương lai gần Hòa Phát sẽ không tăng lên cái đòn bẩy tài chính đấy. Thì cũng nhiều lần tôi chia sẻ có thể là tính cách chúng tôi là những người là tương đối nhiều tuổi, hơn nữa sản xuất công nghiệp nặng phải thận trọng. Bạn nhìn, tất nhiên tôi không thể nói tên ai được, nhưng mà trên thương trường 2-3 năm rồi rõ lắm rồi, các đơn vị mà dùng đòn bẩy tài chính nhất là hiệu quả kinh hoàng nào mà đều biết hết rồi.
thì suy đi tính lại rồi thì thấy chúng ta là đúng, chúng ta cẩn trọng, chúng ta dùng cái đòn bẩy tài chính. Thành ra cũng xin báo cáo không những với bạn mà với toàn đại hội là sẽ không sử dụng đòn bẩy tài chính. Câu hỏi thứ hai là gì ạ? À vâng, cái tiền mặt thì cũng là thể hiện cái mà bạn cũng biết rồi đấy, để ra đấy nó không dám dùng để chuẩn bị cho dùng quốc hai thôi, thì đấy cũng là cái chính là thể hiện sự tận trọng đó. Thì thành ra cứ nói là trên thương trường người ta cứ nói Hòa Phát là mua tiền mặt như thế nào thì kia, thì ra đấy đâu phải tiền người ta sôi dư đâu, chính là tiền mà chúng ta chuẩn bị cho cái sản xuất, nhưng chúng ta không dám phiêu lưu, không dám ôm bất động sản, không dám đi thế nào thế kia, đấy là điều như vậy thôi. Nó cũng vẫn là chính sách thôi, nhưng cuối cùng là chính sách của ban lãnh đạo tập đoàn, thì chính sách của tập đoàn là bác cũng đang để tiếp tục hỏi được, nhưng mà vì cái thời gian hôm ấy thì có khi cháu trong cái bầu thì buổi đại hội hôm nay diễn ra vô cùng sôi nổi, đoàn chủ tịch tiếp nhận và trả lời câu hỏi từ hơn 30 cổ đông liên tục từ 8:50 đến 11:45 mới nghỉ giải lao. Sau phần giải đáp chính thức, nhiều cổ đông vẫn tiến lên bục đại biểu để trao đổi thêm, đặt thêm các câu hỏi với lãnh đạo, đồng thời là chụp ảnh lưu niệm. Và như anh chị đã thấy đây thì tất cả đều được trả lời rất là nhiệt tình, đón tiếp rất là nồng hậu. Vâng, vừa rồi là phần trình bày, chia sẻ về kết quả kinh doanh cũng như là định hướng chiến lược 2024 của tập đoàn Hòa Phát. Quan điểm của anh chị về kết quả kinh doanh cũng như định hướng chiến lược trong tương lai của Hòa Phát như thế nào? Xin mời anh chị hãy comment ngay ở dưới video này để chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Xin cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.